Cái bài đó thì mình được học thêm phần tỉnh giác, nó có tới 4 phần. Thứ nhất là tỉnh giác về ngũ uẩn tỉnh giác. Thứ hai nữa là thuộc gọi là thích nghi tỉnh giác. Thứ ba nữa là thông hành tỉnh giác. Và thứ tư nữa là vô si tỉnh giác. Thì khi mà mình hành về pháp á, thì xưa nay chúng ta cứ nghe là chánh niệm và tỉnh giác. Nhưng mà thực ra khi chúng ta nghiên cứu qua cái tỉnh giác á, nó chỉ có 4 loại. Và khi mà cái chuyện tỉnh giác còn có tỉnh niệm á, chúng ta phải hiểu tỉnh giác nào mà có lợi ích cho mình và cho mình và cho người á, thì mình nên làm cái hữu lý. Còn nếu mà khi mà làm á, nó hợp thời hợp lúc á, thì nó gọi là thích nghi. Đức cô kiệt hạ rồi thông hành á, là làm xuyên suốt con đường tu tập á, mình thấy nó rõ cái giá trị á, nó gọi là thông hành. Còn vô si tỉnh giác á, là làm cho chúng ta rất là quả, là cái đó là gọi là vô si tỉnh giác. Chính vì cái gì đó thì chúng ta học về tỉnh giác đó, nó có ý nghĩa như vậy đó. Cũng như khi chúng ta ngồi thiền hành đó, hay là ta thiền tọa thiền hành đó, khi mà pháp hành đó, thì chúng ta phải biết cái tỉnh giác của chúng ta. Những cái tỉnh giác đó nó cần cho chúng ta lắm. Vì chúng ta khi mà ta ngồi thiền để tu, thì cũng như là chúng ta sống trong đời á, ta có cái sự thức tỉnh hay là cái sự biết mình á, nó có lợi ích cho mình. Khi mà ta tu mà chúng ta biết cái lợi ích của mình á, thì những cái lúc mà mình đi đứng nằm ngồi trong các cử chỉ quan nghi của mình á, thì ta mất đi cái sự thay đổi đó, thì mất đi cái lợi ích của mình, biết người về chúng ta, rõ người ta, và chúng ta thấy sự thay đổi trong cái sự chuyển đổi cái chuyển động của ta, mất đi cái cơ hội. Nên qua cái phần mà tỉnh giác này, chúng ta sẽ có cái ý nghĩa. Còn qua cái bài kế này á, những cái lợi ích của thiền định hay là Vipassana, thì quý vị sẽ thấy là nó có ba loại mà chúng ta cần phải biết á, là sắp tới bài học tới này đó, là chúng ta sẽ thấy bậc thinh nhân giác làm sao, bậc giác làm sao, rồi bậc chánh đẳng chánh giác làm sao. Cái bài học tới chúng ta sẽ thấy đó. Rồi khi nào chúng ta không thành tựu cái bậc chánh đẳng giác á, thì mình sẽ rớt xuống bậc thinh nhân giác, hay là chúng ta sẽ thành thinh nhân giác, hay ta rớt xuống ta thành bậc giác. Cái đó chúng ta có thể hiểu biết được đó. Và ví dụ tử sẽ biết rằng cái đó là cái con đường chúng ta phải chọn. Và cái con đường đó ta chọn, ta phải đi lên con đường đó. Và cái con đường đó là con đường đến cuối cùng chúng ta tới đạo quả. Chính do đó của tôi mình thấy rõ như vậy đó. Ví như chúng ta sẽ thấy ta đi bậc thinh nhân giác, chúng ta là hàng đệ tử Đức Phật để mong cầu đắc đạo quả trong kiếp này. Thì trong cái bài kế này đó sẽ nói rõ cho quý Phật tử là chúng ta đắc đạo quả trong kiếp này hay không. Giống như những câu hỏi mà quý Phật tử sẽ băn khoăn thắc mắc là biết có được hay không đó, thì cái bài học tới nó sẽ giải đáp cho quý Phật tử sẽ được hay không. Thì nếu mà được cái đó là kết thúc từ đằng trước đó, là mình phải có cái sự tỉnh giác quyết tâm mình tu á, phải không? Mình có sự quyết tâm mình tu á thì mình mới có được chứ. Còn nếu như mà mình không có quyết tâm mình tu mà không có sự tỉnh giác, mình biết mình muốn làm cái gì đó, thì làm sao mình đến đạo quả được? Khi mình muốn mà mình không có thực hiện mà mình biết cái chuyện làm mình của mình. Do đó cái bài học kế này nè, nó là liên tục cao của đại đoạn. Sư cũng nói đến để mà sư cũng muốn làm ra cho nhanh trong phần tự tập thèm. Nhưng mà hai ngày nay sư cũng lâu vô cùng chịu. Ăn công chúa ở phương múa tối ngày. Hai sư mua đà la sư. Múa liên tục và không ngừng. Hết chuyện này tới chuyện kia làm cái không kịp thời gian. Cho nên sư nghĩ cái chuyện đó cũng không có tới cho một tự tiếp tục mà. Nên cái những cái bài này á, mà chúng ta có được á, thì mới tự cố gắng làm sao chúng ta thầy giỏi đó mà học cho nó đủ. Và cái đó thì sư chỉ đưa cái duyên nó tới cho Phật tử thôi. Như sư vẫn biết rằng là các Phật tử sẽ đọc không có nắm bỏ hết nữa đâu. Tuy nhiên á, chơi với những cái cách thức mình đọc á, thì mình hiểu tương đối trong cái khả năng của các Phật tử đó. Tại vì nó là lĩnh vực chuyên môn về Phật Pháp mà, biết tự nghe kịp không? Với lại nữa, những cái danh từ mà Phật ngữ đó, những lời của Phật dạy qua cái sự phiên dịch của sư ra đó, thì nó có một số người tự quen nhìn nghe đọc hiểu đó, còn có một số chưa quen khi hiểu cái danh từ Phật ngữ đó, thì nó cũng có cái trở ngại cho các quý Phật tử mình vậy đó. Nhưng tuy nhiên á,
theo suy nghĩ đó, các Phật tử cũng có khả năng được mấy chục phần trăm á. Quý Phật tử đọc mấy cái bài học của mình đó, tự đọc được mà hiểu được bao nhiêu phần trăm. Rồi không trả lời nữa. Hả? Rồi không trả lời nữa rồi đó. Quý Phật tử có đọc mà qua không? Dạ. Hay là để dành kỷ niệm? Có đọc ok. Nếu tụi phải cố gắng đọc ha. Để cái đó là cái tầm biết cái sự muốn cho. Tại vì quý Phật tử sẽ thấy là cái việc tu của mình á, sư nói với tụi nghe thế này nè, sư có cái sự suy nghĩ mà cái này là đơn thuần thôi. Quý Phật tử muốn tu mà quý Phật tử muốn đạo quả mà mình không có kiến thức á, mình lấy cái gì mình tu đạo quả? Hả nè, cái đó là cái tranh trở, cái suy nghĩ của sư mãi như vậy đó. Và những cái tranh trở suy nghĩ của sư mãi như vậy đó làm cho sư phải bức thức lên. Sư nói như này, như trường hợp của sư á thì cái chuyện tu của nó như trong bàn tay của sư đi bạn. Mà cái đó thì nó đâu có khó, là tại vì sao sư đủ kiến thức rồi. Các quý Phật tử cũng vậy thôi. Bây giờ những cái gì mà sư có nó sư muốn truyền lại, sư muốn đưa ra lại thì cái cô phải có cái kiến thức mình mới được. Mà cái kiến thức của quý Phật tử hôm nay chỉ là có trong cái hạn chế, những cái gì mà sư đưa ra quý Phật tử mới nắm được thôi. Chứ còn nếu như mà nói hết như vậy đó cũng khó. Nhưng mà những cái gì mà sư đưa ra trong cái phần nào đó, đó là những cái đó là cái thiết thực, cũng có thiết thực, nó càng có lợi ích ngay hiện tại liền thì quý tử phải nắm bắt liền cho đó. Như nè, giống như trước đây chúng ta nghe cái trực tỉnh giác á, là chúng ta chỉ nghe cái trực tỉnh giác một rồi, như này là có bốn. Rồi cái bài kế này đó, chúng ta sẽ nghe được những điều mà tu hành đạo quả của mình sao nữa. Khi mà quý tử biết được tu hành đạo quả của mình đó, quý tử thấy cái hướng đi của mình mới được. Bây giờ quý tử cứ một số người cứ nói là tôi muốn nguyện là chánh đẳng giác mà thân người nữ. À, thế nào? Chánh đẳng giác thân người nữ. Hình như cái nguyện như thế à, không nói là cho mình được cái ý của mình thôi à. Nhưng mà cái chuyện thực tế á, là mình phải hiểu được cái kiến thức của mình nói ở đó mình mới ra được phù hợp được đó. Cái đó thì sư phải đưa ra nữa đó. Rồi kế nữa đó là những cái gì mà bổ túc cho cái sự tu tập của mình đó, mình phải nắm bắt liền. Cái đó là kiến thức. Nên ví dụ tại sư cũng biết rằng là nhiều khi bài sư đưa nhiều quá mới tự biết Phật tử đọc không kịp. Có trường hợp đó không? Đúng rồi đó hả? Luôn luôn. Hả? Sao sư đi từ con chạy vậy? Gì đó. Sư đi với con chạy. Giống như là Đức Phật chỉ ăn ngô lê mà lá vậy đó. Đức Phật ngày đi nhưng mà ăn ngô lê mà lá chạy 3 giờ tuần. 1 giờ tuần 16 cái số mà Đức Phật ngày đi. Mà ăn ngô lê mà lá chạy theo 3 giờ tuần là 48 cái số mà chưa đụng được chéo y của ngài. Thế nào? Quý tử nghe kịp ha. Thành ra là cái đó đó là mình phải cố gắng, mình phải đi tới mình được đó nè. Kịp chưa? Dạ. Hình thành ra cái đó còn chưa đó. Mà còn có một cái trường hợp là các quý cô còn hỏi, đây là cái quyển sách của ngài Satila thôi à, nó không chánh à. Còn quý cô sẽ qua, sư sẽ đưa qua một cái là của ngài Ma Si nữa. Thì sư đọc hết của ngài Ma Si rồi. Dạ. Khi sư đọc hết của ngài Ma Si rồi đó, các quý cô sẽ thấy là cái kỹ thuật của ngài Satila là đứng xa ở bên McDonald's vậy đó, bên tiệm McDonald's bên kia vậy đó. Chị vô tới bên này nè. Nên là cái đường đi của mình nó có còn nhiều cái trường hợp mình phải đáp ứng nữa lắm. Cái đó là cái chuyện mà sư muốn nói với tử ngày vậy đó. Anh nha, giờ mình sư làm cho tử thấy cái pháp hành đi tới sát. Đi tới pháp hành được tới sát. Sát xong rồi tử nắm được cái ý đó đó. Thì vô cái Ma Si á, tại vì Ma Si là thầy của ngài Chakila mà. Biết không biết một tử ngày kiểu không? Mà ngài Ma Si sẽ đưa ra những cái đạo quả của các vị mà đã đắc chứng thành ngài Thanh Niên Giác á, ngài sẽ đưa ra hết cái bộ sách đó ra cho cái tình cộng đồng. Thì những cái và của các vị đó thành công hôm nay mà thành tổ hôm nay là mình học để mình có một cái gì, một cái niềm tin. Cái niềm tin là gì? Người ta làm được mình làm được, người ta có mình có, người ta có người xong rồi mình có xong, và mình không thắc mắc nữa. Cái quan trọng nhất là mấy cô không có cái niềm tin á. Mấy cô lo ngại lưỡng lự thắc mắc phân vân rồi đấy, không có cái sự lo ngại lưỡng lự thắc mắc phân vân đó mất đi năng lực của mấy Phật tử đó, energy của Phật tử hết 50% á, không biết mình được hay không đó, thì mình không có dốc lòng được, không dốc chí được, dốc lực hết.
mình bị mắc đến 50%, rất là uống. Hiểu không? Mà khi mà nói như vậy á, mấy một tên chỉ nghe được thêm 25% thôi à, tức là 75%. Giờ sư nói được, chắc có cũng là nghe, cái thêm được 25% do cái sự hỗ trợ của sự về cái tinh thần, những người có niềm tin lên chút nữa thôi. Nhưng mà chúng tôi sẽ thấy khi mà đi tới các vị tinh nhân A La Hán đó, họ đã được đó, thì chúng tôi sẽ thấy rồi họ có, mà cái con người đó họ cũng như mình vậy thôi mà thôi, không có khác biệt cả đó. Người nữ hay người nam cũng đắc đạo quả trong thời kỳ Đức Phật vậy đó, có thì mình bắt đầu mình đi theo cái đường đó, mình đi đó. Thế nhưng biết một tử nghe kêu kinh sách để xuống là sự thật chứ không có cái sự sai chặt, cái đó mình phải thấy rõ điều đó, chúng ta phải đi tiếp nghe chuyện ha, thấy chưa? Rồi hôm nay chúng ta tiếp qua cái phần học thì vừa qua những đề mà đặc biệt không thay đổi của pháp xử lý, thì quý tử đã đọc qua cái phần mà đặc biệt không thay đổi pháp xử lý đó là luôn luôn pháp xử lý á, là tâm sở sắc pháp niết bàn, nó dù quá khứ hiện tại tương lai chức năng của nó không có gì thay đổi được. Cho dù bên thế gian này chúng ta được nghe là thế gian này là vô thường, khổ đau, vô ngã, cái đó nó không chi phối ảnh hưởng cái thực tướng đó, cái đặc tướng đó đối với pháp xử lý. Chỉ thì pháp xử lý là những cái pháp mà nó luôn luôn có ở trong sự gọi là đời sống hàng ngày chúng ta, mà khi chúng ta được cái đó là một viên ngọc quý. Quý tử nghe kịp không? Khi mà quý Phật tử biết được cái tâm sở sắc pháp niết bàn ở trong con người ta là nó không thay đổi, dù rằng là sắc thân này bị thay đổi hoài diệt theo năm tháng về tuổi tác và thời gian nó sẽ hoài diệt đi, nhưng mà tâm sở sắc pháp niết bàn nó luôn luôn nó đến, ta thấy cái đặc tính là gì, nó không thay đổi bằng thực tướng của nó đó, chúng ta bắt đầu khai thác. Quý tử nghe kịp ha? Thì khi chúng ta thấy được á, là giữa hai thành phần con người chúng ta là danh và sắc á, con người chúng ta có hai thành phần danh và sắc, nên là tâm lý và thể xác, tức là cái tinh thần hay là thể xác, là hai cái đó nó đặc biệt không thay đổi là gì, tâm thì luôn luôn biết đối tượng là cảnh, còn cái sắc thân của mình ấy là luôn luôn là nó bại diệt. Khi mà mình đã hiểu được nó rồi đó, không thắc mắc nữa, và từ đó chúng ta chọn một cái quyết định, chúng ta quyết định ra một cái quyết định là gì, nếu cái gì mà nó thật của mình á thì mình giữ, còn nếu không thật của mình á mình giữ không được thì mình giữ không được làm chi. Chứ tôi nghe kịp ha, khi cái sắc tâm này đã là hoại diệt, nó mang tính chất đặc tính của nó là hoại diệt đó, thì mình có giữ đi nữa cũng không có làm được gì hơn. Thời gian năm tháng này thì xuống dần là khi nó mắc đi, nhưng mà trong khi mà mắc á mà mình không giữ được cái tâm của mình đó, thì có khi cái sắc thân này nó lôi kéo cái tâm của mình đi theo, nó cũng bị mất đi trong cái giá trị mà mình đáng phải giữ. Thứ nhất, những người mà dính vô cái sắc thân này á mà không thấy được đặc tướng của sắc thân này là phải diệt đó, là đó là cố hữu của pháp xử lý đó, thì cái tâm mà suy sụp liền à, họ bị suy sụp về cái tinh thần của họ liền à. Ví dụ như họ mà đeo vô cái sắc thân này, họ thích họ thương họ yếu họ yêu họ quý hoặc là họ luôn chiều cái sắc thân này đó, mà khi nó bắt đầu nó mất rồi đó, mình buồn, mình khổ, mình đau, mình ưu tư sầu muộn đó, mình không còn muốn làm cái gì hết á. Giống như mình đứa một người mẹ có đứa con quý, có một người mẹ có một đứa con một mà nó bệnh hoạn xuống, ốm đau xuống đó, mình điên loạn hay là bắn loạn lên, mình khổ tâm lên, thì cái sắc thân của nó đang bị bệnh yếu đó, mình muốn không còn muốn sống nữa đó. Ví dụ tôi nghe kẹt không, có những người mẹ điên cuồng tới mức là thương con quá đó, hay những cái gì con mà bị bệnh ra đó, họ cho mẹ lánh đi, mà mình tránh hết đi, thì để cho nó cho con được ăn vui đi. Mẹ của sư đó mấy năm trước á, bà ở bên Việt Nam, bà không có biết gì bên đây sư như thế nào đó, bà không biết là sư hạnh phúc hay khổ đau, sư sống ăn vui trong đây như thế, tại vì những cái gì mà sư vui á thì sư còn chia sẻ với mẹ sư, còn những gì sư buồn sư khổ á là sư không có cho biết, không cho gia đình biết. Thì cái một hôm đó là bà nghe được mấy Phật tử về Việt Nam nói là sư bên đây sư bị bệnh, thấy không, bà mới nói không, về bên bản nó nói với ông sư đó, tôi xin giảm cái tuổi thọ của tôi đi để cho cái tuổi thọ của ông sư là có rồi, mẹ sư nói câu đó vậy đó. Mẹ sư tới mức là muốn chia sẻ cái tình thương của mẹ sư thương sư đó, tới mức là cắt tuổi thọ của mẹ tôi đi để dành cái tuổi thọ cho sư, để sư còn sống còn trong đời này, còn lo chuyện Phật pháp, còn lo cho mọi người, chứ còn bà thì thôi, bà muốn bỏ bà thế rồi. Cái đó là cái tình thương của người mẹ thương con cũng vậy đó, thì đó là bên ngoài, cái đó bên ngoài thôi.
Còn bên tâm mình đây đó, nếu mà giữa thân này với sao cái giữa tâm mình đó mà nó cái suy sụp về thân á, cái tâm mình cũng sụp đổ theo, còn hơn là cái người mẹ bên ngoài mà thương đứa con mò con trong nữa đó. Đứa con nghe kịp hay không? Do đó đó nên cái Đức Phật nói rõ, nếu như chúng ta không học pháp xử lý này á, mình dễ bị chi phối khi cái thân mình xuống á, nên thành không đứng vững được đó. Tại vì nó là như vậy đó, đó mình đã biết nó như vậy rồi, mình không muốn có lo. Mà nhưng mà trước đây mình không biết, mình lo vậy, thì khi đối tượng đó đó nó giật mình xuống, nó kéo mình theo. Mà khi mình kéo mình theo xuống đó thì quý tử sẽ mắc hết cả hai. Mà cái chuyện đó không đáng để xảy ra để mắc cả hai. Quý tử nó kẹp kẹp không? Do đó khi ta học xử lý á, quý tử phải nhớ rõ là khi ta hiểu được đặc biệt không thay đổi của nó đó, thì mình phải có sự sáng suốt đầu tiên, đó là gì? Mình phải có một sự quyết định rõ ràng. Thì quyết định của mình rõ ràng là những cái gì mình giữ được là chính cái mình đang giữ, còn những gì mình không giữ được đó mình không cần phải lo để mình giữ, để mà mất thời gian hay mất sức lực của mình đi. Để cô hãy xin nói không phải chưa, hôm qua đó sư ngủ không được, biết không, sư mắc ngủ, sư lo ngủ khăn nghe vậy đó, nằm chằn chọc không ngủ được. Mấy cô ơi, chưa hiểu không? Sư hiểu không? Sư hiểu thì tôi có mới hiểu. Tại sao sống sống không hiện tại? Mấy con hiểu không? Dạ không. Sư nói mới hiểu được. Mắt ngủ nha, cái tuần lễ này không ngủ được rồi. Không ngủ được, cũng còn thấy sao? Thì là sức khỏe, sự xuống xuống mắt màu lắm nha. Mấy con nghe kẹo không? Gài nó mấy con hiểu hả? Nên nó nói những cái gì mà sẽ nói là mấy con phải để hiểu chưa? đừng kể cho cái chiều nay đang thuốc lên sẽ xuống đây nha. Tự nhiên cái đèn thuốc lên nè, nên mấy con nghe kiểu ha, những cái đó là mình phải thức tỉnh liền, nghe kiểu không? Đứng ở bên ngoài và không có đi vào trong cái sự lôi cuốn của nó. Khi mà cứ tưởng mà quen cái đó đó và cái bất hạnh đó, cái thân mình nhúc nhích một cái đó, nó lôi cuốn cái tâm mình chạy theo đó liền. Cái thói quen nó tàn nhẫn lắm, mà nó lôi cuốn mình cách rất là khủng khiếp lắm, mà nó vi tế rất là khéo léo lắm. Mà chính cái đó mình bị dụ theo đó, mình không hay biết lúc nào hay nào. Cái tê nhức đau của mình cái bắt đầu nó làm cho sụp đổ tinh thần mình đã quen ở bên ngoài, thì lúc đó cái tâm của mình cũng đi vào trong đức hạnh đó, sụp đổ tê nhức đau cũng lôi cái tâm mình đi theo đó liền. Muốn xả thì muốn ngừng thì muốn tu không muốn tu nữa bỏ, mình tính cách khác ra, tính cách khác ra. Những cái đó nó chỉ làm cho quân tử đi vòng tròn vài và nó không có được đi ra cái con đường đó là quả của mình được. Nó dắt mình đi lẩn quẩn con kiến bò lên cái chén vậy đó, bò lên bò xuống bò lên bò ngang bò dọc bò lên xuống ngang bò dọc hoài cái chén không có ra con cái chén. Cái đó là tại vì mình đã tạo cái thói quen từng mỗi ngày trong đời sống hàng ngày, mình đã lo cho chính mình với cái trạng thái thói quen đó mình đã tập đó cả. Tôi nghe kịp ha, nghe chưa ha, nghe mà nghe nè, chắc chưa cái chừng đầy thử đó. Rồi hôm nay chúng ta qua cái bài thứ hai là cảnh của trí tuệ cao siêu, đúng không? Pháp xử lý chúng ta có 3, đúng không nè? Có pháp xử lý chúng ta có 3. Pháp nhất là đặc biệt không thay đổi, đúng không nè? Đặc biệt không thay đổi. Cái thứ hai là cảnh của trí tuệ cao siêu. Cảnh của trí tuệ cao siêu. Cái này cũng là cho ta có một cái học hỏi nè. Khi ta học tới pháp xử lý mà nó để gọi là để cái bài này nó cái nghĩa là cảnh của trí tuệ cao siêu, là chúng ta sẽ biết rằng là gì, cái trí tuệ này nó khác với kiến thức. Thì tự bật nhớ rõ nha, cái trí tuệ này nó khác với kiến thức là vì sao? Khi Đức Phật nói tới trí tuệ á, khi nói tới Đức Phật là nói tới trí tuệ đó, là nói tới Phật pháp. Còn kiến thức á là Đức Phật nói tới kiến thức của thế gian. Quý tử nghe kịp ha, quý tử nghe kịp chưa, phân biệt rõ nhau nha. Trí tuệ đó nó sẽ khác với trí thức. Nhưng mà quý tử nghe kịp ha, trí thức á là những kiến thức mà thế gian mà chúng ta học được mà gặt hái kiến thức
những cái kiến thức của thế gian này ta học được, ta gặt hái được. Chẳng hạn như là bác sĩ, kỹ sư, đó là chúng ta có kiến thức. Và từ cái kiến thức đó, lặp đi lặp lại, chúng ta có nhiều kinh nghiệm lên á, chúng ta sẽ trở thành là gì, bác sĩ thức. Thấy không nào? Lặp đi lặp lại, nhiều lần lặp lại, chúng ta sẽ là con người là những bậc trí thức. Tại vì biết dùng những kiến thức của mình qua cái sự học hỏi của mình thành đạt được, có cuộc sống này. Do đó đó thì ta gọi là mấy cô có thể lên đây nè, cô Dung, cô lên đi ngồi đây để gần, chứ cái bản nó xa quá rồi mất công đem một tiếng nữa. Mấy cô là lên đây nè, đi gần đây ngồi chưa. Còn những cái kiến thức đó nó sẽ đưa hình thành ra cho chúng người ta, kiến thức đó nó làm cho ta có cái kiến thức lên. Mà kiến thức này Đức Phật này lại còn chia làm hai lớp kìa. Có những kiến thức nhưng mà có những người không có thiện trí thức, ta có thiện trí thức. Thiện trí thức và trí thức thông thường, nha. Trí thức thông thường đó là họ chạy theo cái thói quen của họ. Trí thức thông thường á là họ chạy theo cái thói quen của họ, chạy theo cái môi trường sống của họ, chạy theo cái dòng giống gia tộc của họ, làm cho ra. Ví dụ như cái gia đình mà họ có tính ham, họ dạy con của họ đó học xong ra trường thì cũng phải làm những cái gì mà họ gặt hái nhiều, là ta cho tham. Mấy cô nghe cái danh từ mà phi thương bất phú đó, tức là không đi buôn bán không có giàu có được đó, tức là ông bà cha mẹ đã dạy con cháu cái câu đó là phải sống cái gì như vậy đó, thấy không, chứ không có nói qua con đường nào khác hơn, tức là muốn làm giàu là phải đi buôn bán, và buôn bán thì phải ra gian lận, phải hơn thua, so sánh tiền bạc lên khắp xuống lên làm gì đó. Những cái đó là những chi tiết thông thường mà thôi. Nhưng mà đối với những người mà được biết là cái đó không lợi ích á, thì họ sẽ là người thiện trí thức hơn. Chẳng hạn như bác sĩ, họ sống không có phải là về vấn đề mà vì đồng tiền, nhưng mà họ sống với cộng đồng, lương tâm của họ gì, phục vụ tha nhân, phục vụ bệnh nhân, phục vụ con người. Có những người ta có điều kiện sau khi sự phục vụ của họ được đáp ứng bởi đồng tiền thì sẽ trả công. Nhưng mà có những người bệnh nhân họ nghèo khổ khó khăn, họ có thể phục vụ trong cái trạng thái lương tâm của họ mà thôi, và họ không lấy đồng tiền mà cả với cái lương tâm kiến thức của họ đó, họ làm ngay gì đó. Đức Phật đó là những bậc thiện trí thức. Cái tự nghe kẹp không? Và cũng như vậy, khi chúng ta sống trong đời này, ta có những cái nghề nghiệp riêng tư của ta, mà chúng ta có kinh nghiệm và chúng ta có kiến thức, chúng ta có khả năng ta làm được đó, thì chúng ta làm được những việc nào mà có khả năng mà dưới cái tâm thiện của ta, thì Đức Phật đó là những bậc thiện trí thức rồi đó. Thì tự nghe kẹp không? Còn không á thì chúng ta chỉ sống trạng thái trí thức thông thường, ta sống sòng phẳng trong đời này, có tiền trao trong mức qua lại bỏ ra, chứ không có cái trạng thái mà tâm thiện như quý tử nghe kìa. Nhưng mà đối với trí tuệ đó là khác với trí thức á, là con người mà phải có tu tập, phải nào, mà cái tu tập nó phải có mục đích, cái người đó phải tu tập phải có mục đích, và cái mục đích của họ đến đó phải thành đạt, phải thành đạt. Cái đó là những bậc trí tuệ, nó không có phải là những bậc thiện trí thức nữa. Cái từ nghe kẹp ha, ở đây là trí tuệ được phát sinh lên do sự tu tập, mà tu tập phải hướng đến cái mục đích mình và thành đạt được kết quả sự tu tập đó, thì ta mới là bậc trí tuệ đó. Như vậy thì khi chúng ta muốn có trí tuệ, ta phải lo tu tập. Tu tập tức là gì? Ta phải sửa đổi thân lợi ý, ta sửa đổi thân lợi ý ta để tu tập. Nếu Phật tử nghe kẹp không? Sự tu tập nhất đi nhất lại nhiều lần á, là cứ tử phải là gì? Sửa, đúng không? Thân, lời và ý liên tục. Chứ không có tu sửa lại đó, mà chúng ta không có tu sửa thân lời và ý như vậy đó, thì chúng ta không có phát sinh trí tuệ. Tại vì mỗi lần ta sửa thân lời ý ta có thêm một cái lợi ích nên nhận thức ra. Mà cái sửa này nó nhằm cái mục đích gì? Chúng ta phải đặt xuống cái nhằm mục đích cái gì đó chúng ta đặt xuống đó, thì ta mới thành đạt được cái mục đích đó, là cái người đó là người bậc trí tuệ đó. Còn những người thiện trí thức hay là những người trí thức, họ chỉ sống vừa lòng trong cuộc sống của họ, và họ an phận với cuộc sống của họ, và họ không mong cầu một cái lực gì khác hơn là gì, những cái gì họ đang có họ mãn nguyện là thôi. Còn đối với những bậc trí tuệ này, họ không có ngừng lại trong những gì họ đang có, mà họ cũng muốn thành đạt đến những gì mà họ muốn có nữa, chưa có, đó là gì? Đạo quả, giải thoát, niết bàn. Quý tử nghe kịp không? Chính cái đó cái mục đích của mình đó là phải tới gì? Giải thoát. Giải thoát. Và cái thành đạt của mình là gì?
Thành đạt của mình là gì? Phải chứng đắc đạo quả. Dạ, Niết Bàn. Thì những cái đó là mình đặt xuống ra rồi đó, là mình mặc trí tuệ đó. Mà khi mình đặt xuống ra như vậy đó, thì cái đường đi của mình đó, nó không có được lạc hướng. Không có lạc hướng, không có mất hướng đi. Mà không có mất hướng đi là chúng ta, phải góp đồng đi tới trí thức. Thiện trí thức có thể bị lạc hướng. Và lạc hướng ra nó không đạt đến một kết quả của nó là như thế này. Khi hôm nay kiếp này chúng ta là thiện trí thức, kiếp này chúng ta là bậc trí thức, phải không nào? Kiếp sau chúng ta chưa biết được. Nếu tôi nghe kèm à? Tôi nghe kèm không? Yeah. Kiếp nay chúng ta là kỹ sư, là bác sĩ. Kiếp sau ta chưa biết là kỹ sư bác sĩ được hay không. Nhưng đối với cái người mà bậc trí tuệ đó, kiếp này và kiếp sau họ hoạch định được và họ có cái mức đi khỏi hẳn được và họ không lạc hướng, không lạc hướng. Thì tôi nhớ à? Nếu tôi có bị lạc hướng ra không? Trí tuệ nhớ nha, trí tuệ là trí tuệ là trí lớn. Nó có nhiều trường hợp đó. Nếu như mà chúng ta có tu tập, có mục đích và có thành đạt, ta trí tuệ còn không được thì chúng ta là gì? Tại 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 không được thì tại. Thấy chưa? Tôi tưởng là cái này hay cái này? Cái dưới hả? Cô Vy của nó có cái gì sao? Cô lại Vy của nó có cái gì sao? Chứ không đi trước. Có cái ai đi trước thì có nhường. Mình tại sao mình đi trước cái này? Nó làm mình đi cái này. Cái này nó mình muốn được cái này nó phải u đầu, xuất chán mới được. Nó có chữ u. Mình mới gạt được chứ không phải dễ đâu. Nên nó u đầu thì chán à. Giá mà trả cách là công phu. Mới đi ngay kịp ha. Như đó, cái tu tập này mà bậc được trí tuệ đó, đối với Đức Phật Ngài đã gọi là bậc được trí tuệ đó, là cái con đường của họ đi đó, không lạc hướng và họ đạt đến mục đích, thành đạt được kết quả. Dù là kiếp này hay kiếp sau, họ vẫn có một người gõ hàng. Còn nếu như ta không phải bậc trí tuệ đó, thì kiếp này ta có, kiếp sau ta không có. Đặc biệt cho lăn, mà khi mà cho lăn đó, nó mất cái điểm tựa rồi đó, mất điểm gốc rồi đó, không có biết dịch này dịch nào ta trở lại đó. Cái đó đó là cái điểm chính của Phật tử đó. Quý tử không nhìn ra cái đó là cái trạng thái đó, quý tử đang là một bậc thiện trí thức mà thôi, chứ không phải là bậc trí tuệ đó. Những cái đó tối mà tôi nằm đem xuống suy nghĩ, mình là bậc thiện trí thức hay là bậc trí tuệ. Nếu như mà mình chưa có cái hướng đi của mình mà chưa có thành đạt được cái gì, mà không có lập chí, lập nguyện để mình đi trước một trạng thái hốt cáo để thành đạt mục đích và thành đạt của mình đó, thì quý tử coi người ta có là thiện trí thức thôi. Mà thiện trí thức đó, khi mắt thân mạng này rồi đó, là người ta có tái lập trở lại không nữa nè. Quý tử nghe kèm ha? Hiểu chưa nè? Quý tử nghe kèm ha? Cho đó, cái điểm đó là cái điểm chính gốc mà quý tử phải thấy. Như thế thì cảnh của trí tuệ cao siêu này là chúng ta thấy rõ nó không phải là bậc trí thức rồi đó. Quý tử nghe không? Tức là chúng ta không phải là chúng ta để cho nó cho lăn, và chúng ta không phải để nó mất đi cơ hội chúng ta nay có được cái Phật Pháp. Và sự tu tập của quý tử hôm nay, sự sửa đổi của quý tử hôm nay thân là ý này đó, phải có mục đích và phải thành đạt được kết quả, chứ không phải chúng ta bỏ công một chút. Quý tử nghe kẹp không? Quý Phật tử không có đi làm một công việc gì mà nó có ra công nhưng mà không gặt hái được kết quả lợi ích đó, thì tự đừng nên làm. Hôm nay chúng ta nói rõ cái điều đó, rõ gì đó. Chúng ta cũng vậy thôi. Ta tính từng giờ từng phút. Tại vì sao? Nếu chúng ta không tính từng giờ từng phút á, là chúng ta chạy đua với cái tuổi thọ của mình đó, cái thời gian cho phép nó hạn chế cuộc sống của mình đó, nó hữu hạn. Mình đâu có thể là mình ngồi mình cho cái thời gian nó hết được. Tại vì nó hữu hạn à. Nếu một giờ mới cũng tử không ra, một phút mới tử không thành, thì những giờ phút đó coi như mình tử mắc rồi, chứ đâu có lấy lại được đâu. Không lấy lại được. Mà mắc rồi đó, không lấy lại được đó, thì cái đó là sự thiệt hại chính mình thôi, chứ không ai làm cho mình mắc hết đâu. Do đó quý tử sẽ thấy tại sao. Nhưng có những lúc quý tử thấy là sư cố gắng quá, hay sư nỗ lực quá, sư không có nghỉ ngủ hay là sư không có ăn uống gì đó, là cái đó không phải. Tại vì sư vẫn thấy là cái thời gian sư không có đủ. Sư không thấy đủ. Nếu mà tự nghe kèm không? Do đó tôi nhìn lại Phật tử sao thấy Phật tử có nhiều thời gian quá. Nhiều khi sư muốn sư Phật tử cho thêm cho sư để sư
dùng thêm một bớt phần nào đi cho nó kịp. Nó sẽ thấy không có đủ, không có thấy đủ. Quý tử nghe kịp không? Tiễn đưa cái đoàn này về, một trong cái là chạy vô mình làm điền ha. Thì làm xong cái đợt, đợt khác tới nó đầu ra tiếp nữa ha. Rồi Tiễn đưa cái đợt này ra xong cái chạy vô mình làm điền. Không có kịp đó, không kịp đó, mà bài phải ra. Tại vì sư thấy cái những cái bài mà sư cho quý tử ra, cái bài là sư đi ra đó, là cái đó là nó không phải của sư nữa. Nó qua rồi. Quý tử nghe kịp không? Nó còn nhiều cái mới nữa, phải đưa ra nữa. Thì quý tử sẽ thấy rằng là liên tục như vậy đó là sư làm cho quý tử thấy có một cái biểu mẫu hay là cái hình tượng cho quý tử phải thấy, quý tử phải làm như vậy được, chứ không là quý tử mắc hết á. Quý tử không có thấy một cái hình mẫu như vậy đó thì quý tử sẽ thấy không có hướng đi của mình được dễ dàng đâu. Chắc là trên đời này không có ai như vậy đâu, có đầu mồi suy tư gì đó một lần cho nó cho lăn lại, quý tử thấy dễ dàng góp cho là bậc thiện chí lắm. Quý tử sẽ nói chuyện Phật pháp được cho mọi người, để quý tử dễ nói những lời nói của Phật pháp mà quý tử nói được, nhưng mà trong cái điều đó mình không có hành. Quý tử sẽ nói được những lời nói Phật pháp của mình đã trong kiến thức mình có đó, mình nói cho người Phật tử khác nghe được, nhưng mà trong đó thực trong cái vụ cái trong đó mình không có hành, không có dùng. Nó không gọi là cái quy bậc chứ bài. Nên cái bài mà Bồ Thí Lá ở ông Tích á là cũng như vậy đó. Thì Đức Phật nói ông đó ông thông suốt á, ông nói pháp cho 18 là hệ phái hay tác bộ phái của Chư Tăng, nhưng mà ông không có hành. Nên cuối cùng đó là gì? Ông Tích á. Tức là cái đó chứ không có lợi ích cả. Do đó mình sẽ thấy mình cũng sẽ đi trên cái đường đó đó. Mà hôm nay mình không có muốn, sẽ không muốn tự phải đi trên con đường đó, không chứ muốn đi trên con đường của Bồ Thí Lá. Cái tự nghe thầy không? Mà cái tự sẽ đi trên con đường gì? Bộ ông Sai Di. Ông Sai Di dạy được ông Bồ Thí Lá. Mà ông cái Sai Di đó là còn gặp trẻ tuổi, biết mà tưởng nhiều không? 7 tuổi à. Bồ Thí Lá là bị trụ trì mà cai quản tăng chúng rồi đó, mà họ có xuống cầu pháp cho vị đó, năn nỉ vì đó nhận là học trò nữa đó. Chứ tôi đọc cái bài kinh đó rõ như vậy đó. Vậy đó đó, thì đó tôi thấy đó, mình phải đi như vậy đó. Thế tôi nghe kẹp ha. Nên sư muốn thì tự đã đi như vậy đó thì nó mới có kết quả. Cứ đi mình đó là gì? Có tu tập, có mục đích, có thành đạt. Còn cái này trí thức đó chỉ đưa lên cho ta có kiến thức, kiến thức để lập được kinh nghiệm. Kinh nghiệm nhiều khi mình chỉ có trạng thái thông thường, nếu chúng ta làm được thì ta chưa được thiện trí thức nữa đó. Thì tôi nghe kèm ha, cảm thận như chưa. Rồi, khi chúng ta qua được cái vấn đề mà trí tuệ nó xong á, thì chúng ta nói trí tuệ, chúng ta có mấy loại trí tuệ nữa, đúng chưa? Rồi chúng ta nói tới trí tuệ đó, thì Đức Phật nói nó có những loại trí tuệ mà chúng ta phải nghĩ tới, nó có 4 loại trí tuệ. Nhưng mà chúng ta không có nghĩ tới đến những loại trí tuệ đó đó. Là trí tuệ đó chúng ta thắc mắc rất là nhiều. Trí tuệ thuộc dục giới, trí tuệ thuộc sắc giới, trí tuệ thuộc vô sắc giới, và trí tuệ thuộc siêu thế. Đúng không nào? Chúng ta phải biết đó. Như vậy thì khi chúng ta sống trong đời, chúng ta biết ta ở góc độ nào? Ngay góc độ của sắc giới, vô sắc giới này á, là chúng ta ở cõi trời đáo đại, là cõi trời mà chúng ta biết là đi đến nơi rộng lớn hơn cõi trời dục giới. Nhưng mà nếu cõi trời siêu thế, nếu đi đúng với cõi siêu thế này, là trí tuệ của siêu thế là gì? Đạo quả giải thoát, là lúc đó nó hoàn toàn khác nữa, là không có trong đời. Còn nếu mà trí tuệ mà thuộc về dục giới này đó, họ sẽ làm được hai cái loại mà chúng ta được biết là gì? Họ sẽ làm được thập thiện trí tuệ đó, họ làm được thập thiện, họ tu tập, hay nữa là họ làm được gì? Thập phúc hành tâm. Thập phúc hành tâm đó là những người có trí tuệ họ làm ra hai cái loại đó, đó là cảnh của trí tuệ cao siêu đó. Thế thì thập thiện là cảnh của trí tuệ cao siêu cho người ở dục giới, thập phúc hành tâm là cảnh của trí tuệ cao siêu cho người ở dục giới. Quý tử nghe kèm ha, hiểu chưa? Quý tử ở đâu? Chưa có trí tuệ không biết ở đâu nè. Cái tuệ không biết ở đâu rồi. Nên thành ra cô Nguyễn Viên chọn sẵn cái con đường này nó chắc ăn rồi. Khó cần dành co rồi. Có nhiều đó nhiều rồi. Nó chắc ăn. Khó sửa tá sửa lùi. Vâng. Rồi quý tử thấy không nè. Quý tử đang ở cõi dục giới. Là quý tử đang làm một việc trí tuệ là gì? Tu tập thiện và thập phúc hành tâm. Thập thiện chúng ta biết rồi không nè, thập thiện chúng ta có ba thắng, bốn lợi và ba bảy là chúng ta biết nè. Thập phúc hành tâm là chúng ta có 10 cái việc thiện mà chúng ta cần hãy
tạo ra để có phước. Quý mật tử nghe kẹp hành nó chưa? Rồi tối đó đó là trí tuệ của sắc giới. Đó là trí tuệ sắc giới. Đức Phật nói cho dù các vị thẩm thiên, cho dù các vị thẩm thiên được sanh về cõi trời sắc giới, các vị thẩm thiên sanh về cõi trời sắc giới mà chưa đứng đạo quả, cái đó chỉ là bậc thiện trí thức mà thôi. Tại vì sao? Do năng lực của họ tu tập về thiền, họ chứng đắc về thiền khi thân ngoại bằng chung mà họ không bị mắc thì đó đó họ được sanh về cõi trời. Cái chuyện đó là quả nhiên và không có gì khác lạ, mà không có gì mà phi thường cả, mà họ phải tiếp tục là gì? Phải tu, phải thành đạt theo cái mục đích của mình là gì? Giải thoát. Cho đó đó có những vị phàm thiên sanh về cõi trời hưởng phước báo cõi trời, tụ thọ lâu dài trên cõi trời đó, mà họ nghĩ là họ đã niết bàn á, Đức Phật ngài phải tên là gì? Ngài phải độ à, ngài phải lên đó ngài độ à, như phàm thiên bắt cá. Cái vị phàm thiên bắt cá là những vị đó là ổng nói ở lâu trên đó, ổng cai quản tất cả vị phàm thiên á, ổng là đại phàm thiên đó. Thì các vị phạm thiên đều coi tôn kính như vị thượng đế. Chính do đó Đức Phật lên độ thì nói rằng là gì? Ông ta chưa có đạo quả gì cả, ông còn phải tu. Biết tôi nghe kẹt không? Do đó đó, thứ nhất là cái trí tuệ mà những người mà được hưởng phước thiền, ta gọi là phước lộc thiền, là chưa phải có tiếp tục tu. Thứ hai, những người mà ở cõi trời sắc giới mà ở ngũ tịnh cư thiền, thì nơi đó nó cũng dành cho bậc A-la-a-hàm hay ta còn gọi là bậc Bắc-lai, đó là bậc trí tuệ đó. Sau khi từ bỏ thân mạng ở người mà họ chứng đắc được A-la-hàm quả, họ sẽ được về cõi ngũ tịnh cư thiên. Ở cõi ngũ tịnh cư thiên này họ sẽ được tiến tu đắc đạo quả A-la-hán tại nơi đây, và họ không trở lại người nữa nên gọi là bậc Bắc-lai. Nhưng như vậy thì cái cõi ngũ tịnh cư thiên này vô thiền, kinh nghiệm, thiền hiện, thiền kiến hay là sắc quốc cánh là những người dành cho bậc A-la-hàm, họ đang tiến tu tại nơi đó. Như vậy đó là họ có trí tuệ đó, họ còn tiếp tục tu tập. Mục đích của họ gì? Chưa được giải thoát, phải được giải thoát. Và thành đạt có là gì? Đạo quả niết bàn tiếp chót là gì? Vô sinh, A-la-hán. Do đó đó, thì những cái này là sắc giới của ngũ tịnh, tịnh cư thiên, Bắc Lai. Còn những người mà sắc giới mà họ được sanh như cõi trời, do họ có tu tập về thiền, họ được phước lộc thiền, họ ở nơi đây, họ hưởng phước báo của phước lộc thiền. Như vậy thôi. Mà như vậy đó họ sẽ trở thành là gì? Những bậc thiện trí thức mà có hướng tâm về đường đạo quả. Vậy thì khi có những người mà được sanh vào cõi trời sắc giới thì người ở cõi trời sắc giới họ tu tập dễ hơn cõi dục giới hay không? Chúng ta đặt lại câu hỏi. Có những người á, họ nói á, là ở cõi trời dục giới tu dễ hơn cõi trời sắc giới, mà có những người họ nói là ở cõi trời sắc giới tu dễ hơn cõi trời dục giới. Giờ chúng ta sẽ coi cho chư sư hỏi của tôi nghe này nè. Gia đình rối rắm, bận rộn mưu sinh, con cá đùm đề, nhờ tiền bạc khó khăn, vợ chồng căng thẳng, gây gỗ thành sườn xuyên. Và một người thì độc thân, cô đơn, và tu tập, cái nào dễ hay khó? Cô đơn tu tập dễ hơn, tôi có bị gọt 10 lại. Chưa biết được. Thế đâu có tự thế hả? Đâu gì đó? Giờ đâu có tự đứng ở bên ngoài không à? Nghe cái câu chuyện là gì vậy? Có tự đứng ngoài, có tự quyết định liền à? Đúng không? Khi mà mình học phát thú rồi đó, mình mới nói được cái câu chuyện là gì? Chuyện của mình biết, chuyện người ta. Mình vừa nghe cách mình nói liền à? Này dễ, mình nghe khỏi. Thế tự nghe chuyện không? Chúng ta nghe kìa không? Giờ xin trở lại nữa. Cái này mình chưa xong, mình trở lại phải không? Gia đình khó khăn, vợ chồng như gỗ. Con cái là bệnh hoạn, tiền bạc không có. Đời sống gọi là chặt dần. Còn điên đầu điên cổ, bưng đầu bể đất. Thì người không có, mình vừa càng buộc hết trơn. Cái người này tôi dễ, người này tôi khó. Hả? Chứ người ta biết. Thì cứ làm đi. Chúng ta biết. Đó, người tự thấy đó. Nhưng nó quý tự sẽ thấy đó, cái chuyện đó quý tự không có đồ quả quyết được đó. Như vậy thì sẽ nói người có dục giới, người có sắc giới á. Như thế này là người dục giới đó, là bị cái ngũ dục nó chi phối. Hết sắc thì tới thinh, hết thinh thì khí, hết khí thì vị, hết thì xúc. Luôn luôn năm cảnh dục đó, nó lâu cuốn đó. Đây gọi là ngũ dục công đức đó, là nó kiếm thủ, nó lâu kéo dễ sợ lắm. Nhưng mà có trợ sắc giới này đó, họ chỉ ngồi trong cái vị trí thiền của họ, tiếp tục hưởng phước. Rồi họ ra đó, họ nếu mà họ được Đức Phật độ cái là họ tu nó dễ lắm.
họ đi đến đầu quản nhanh lắm, tại vì họ không có bị ràng buộc, không bị chi phối, không bị ngoại cảnh tác động. Mà tâm của họ cũng ổn định, tại vì họ luôn luôn có tâm định rồi, họ đã có tiền cái tâm đó đó rồi. Thì quý tử nhìn thấy hai cái đó, thì cái đó đó quý tử thấy cái nào dễ tu? Ha? Như có mặt độ mới được hả? Vậy được nhờ tha lực nữa rồi. Nghe chưa? Rồi, quý tử chưa trả lời được không? Trả lời được chưa? Ta xin qua cái câu khác, nếu không chưa thì xin trả lời. Cái nào dễ tu? Dục giới dễ tu hả? Đó, thấy chưa? Tao mua dục giới này, tao mua là sắc giới đâu. Dục giới thấy được tam tướng dễ hơn sơ. Dục giới thấy tam tướng. Tâm thẳng lại hay quá ha. À. Tâm vô quá ngại mà. Tâm vô quá ngại. Để ta nghe, giờ xin nghe. Ở trong cảnh dục giới đó, khi mà người ta khổ quá đó, người ta vượt qua cái đó, người ta thấy sự quyết tâm của người ta để vượt khổ, cái đó cũng rất là cái đó đó, quý tử thấy đó, cái này là quý tử nghe nè, để sư nói quý tử nghe nè ha. Nếu mà tự có một cái giờ sư nói một cái tuổi thọ thôi nha. Nên quý tử nghe kịp không? Chúng ta có tuổi thọ thôi, chúng ta còn 3 năm nữa là chúng ta mãn phần đó. Mà còn người đó, chúng ta biết cái tuổi thọ họ còn 5.000 năm nữa họ mới mãn phần. Thì người ta tu lên cái nào? Ba năm. Rồi, dục giới. Trả 3 năm á, là giờ này trả 3 năm. Ok nè. Nhưng bây giờ người ta báo cho biết là mình còn 3 năm nữa là mình mãn thành đó. Còn một người ta biết rằng là còn 5.000 năm nữa mới hết rồi. Thì cứ tử từ cái nào cứ tu. Cứ tử được tu, nếu mà tử được mà 5.000 năm cứ tử tu không? Không. Không. Không còn có chứng bằng nó học liền thế kìa. Bây giờ ông sợ giảm tu là tại em còn 3 năm nữa thôi. Mới tử cái kèm ha. Rồi đồng ý ha. Như vậy thì cái tuổi thọ nó lâu dài của tụi không chịu tu ha. Thấy thì thấy ngắn ngủi của tụi mới chịu tu ha. Đồng ý chưa? Nếu mà đồng ý thì ta được vậy. Đồng ý không? Tại sao ngắn của tụi mới chịu tu mà dài không chịu tu? Thì mình dễ vui phải không ạ? Dễ vui mình hưởng thụ cái đã. Thì còn tới này tới 4.997 bắt đầu tu. Còn 3 năm không đâu đã dài. Hết á. Rồi tôi nghe kêu ha. Ok, rồi xong ha. Nhưng thì cái thọ đó, cái thọ nó gắn liền với cái nghiệp chứ không có gờ đâu. Tôi tự nghe kịp không? Khi chúng ta nói tới cái nghiệp á thì ta còn 3 năm tự khó điều kiện ta lo tu ha. Thì mới tự biết đó, cái nghiệp đó nó có trường hợp là gì? Trả và không trả. Và không trả. Mà trả người ta gọi là trổ. Là trổ nghiệp và không trổ. Đúng không? Thì khi mới tự trả khi trả đó thì nó gọi là nghiệp chỗ. Có những khi nghiệp nó không có chỗ, nó không trả thì nó không đòi. Quý tử nghe kịp không? Thì cái khi mà quý tử nghe người ta nói còn 3 năm, nhưng mà quý tử có mình tu, mình đâu mình tu, mình nó chạy, nghĩa là cái tuổi thọ nó có thể tăng lên lại, tăng phúc tăng thọ mà. Việc thiện nó làm cho mình sửa được nghiệp cũ mình có thể mình thay đổi được, mình làm cho cái phúc mình lên đó, thì cái nghiệp mình thay đổi cái tuổi thọ mình tăng lên lại, thì cái đó được lên. Còn ở nơi đấy mình lo mình hưởng. Mình tạo nhiều phát thiện. Tạo nhiều phát thiện đó mình hướng cực lạc. Mình hướng là mình không có tu. Thì đó cái tuổi thọ đó mình khó mình biết. Nhưng cái nghiệp mình nó tạo ra nhiều. Nhiều đó cái nghiệp nó cắt là mình hay. Lúc bây giờ đó cái tôi sẽ rớt. Lúc đó đó nó còn thê thảm hơn nữa đó. Thì tôi nghe kèm không? Quý tôi chạy chiếc xe đó. Quý tôi chạy chiếc xe mà chiếc xe nó có cái đồng hồ mà nó báo cái xăng á. Gần hết đó quý tôi biết lo dừng là để đổ xăng à. Mình nợ nhỏ với cái kim nó chết rồi đó. Mình thấy cái xe đó sư nói gọi là tại vì sư học được kinh nghiệm xe của anh Đạt. Anh Đạt kia Richmond á. Xe anh hay lắm, chạy hoài. Ồ, cái bữa đó cái sư hỏi anh đó. Ủa sao thấy sao này không lên anh Đạt? Không thấy lên chuồng, không chết. Xe con chết rồi, sư nó ủa sao chết? Không biết nữa, máy nó hư rồi. Cái sáng nay mở máy là nó nổ, giờ con phải kêu thợ tới sửa. Cái ông thợ tới sửa, ông thợ ông hẹn tuần sau mới lại mình tới sửa. Tại cái xe nó ủ, đâu có dám đưa vô trong điêu đó. Sẽ tốn tiền hay body shop trả tiền nhiều. Ông kêu ông thợ người Việt Nam lại coi. Ông thợ ông coi tối, cả ngày luôn. Cái bắt đầu mở rồi không mở máy, có cái gì không có mở máy. Mà mở cái công tắc lên đó, mở cái lên đồng hồ lên đó, thì cái đồng hồ cái xăng lên là nó gần lên ấp lên gần chứ ép rồi, nhưng mà chứ y đâu, thấy không, nó lên ấp lên mà
ông thợ ông lén nào xem không có sống, thấy không, món bà cô hết luôn, thấy không, phát hiện ra đó là gì, hết sang trong bệnh rồi, đổ sang cho nó tại à, cái kim nó cao là tại cái kim nó chết, nó không còn hoạt động cái kim đó, nó nằm yên cái gì hoài à, phải không, cái ông thợ nó chứ đem đổ xăng vô đi rồi nó nổ máy chạy thì không đổ chạy thiệt, không có bị gì máy nào hết á, là chỉ cái kim hư thôi. Cái đó chúng ta học cái bài học sắc giới, nếu như ta mà không có cẩn thận đó, cái kim hư đó mất nghiệp hôm nào cũng hay đó, phước báo mình tụt xuống hôm nào cũng hay đó, còn cái tuổi thọ mình cắt đứt hôm nào cũng hay đó, mình chết lúc nào cũng hay, lúc đó còn ghê gớm hơn 3 năm nè. Tôi nghe kèm à, cái đó giữa có trời dục giới, có trời sắc giới này, thì cái con trời dục giới này dễ tu hơn con trời sắc giới. Tôi nghe kèm à, tuy rằng nó có nghịch cảnh đó, nhưng mà mình đã biết nghịch cảnh đó, mình biết được đó là kẻ thù mình đó, đối diện mình là ai rồi đó, mình lo mình tu đó, dễ hơn là tất cả là bạn hiền đó. Cứ tự thấy không, nếu mà cứ tưởng là đi tu á, gặp thánh thích á, tự sợ, tự lo chạy, chứ còn gặp tung xung quanh là còn là bạn hiền, không ngủ nhau đi đi nhậu. Mới tự nghe kẹp không? Đó, nó dễ dàng như vậy đó. Mới tự nghe kẹp không? Nên Đức Phật là nói á, chúng sanh nó cõi dục á, là tu được, mà chúng sanh cõi dục, nó đòi lại được, mà chúng sanh cõi dục á, dễ giải pháp được, còn chúng sanh cõi dục, cõi sắc giới, của sắc giới, lâu lắm. Cái tên Nga, thậm chí Uddaka và Alara là hai vị mà chỉ cho thì lúc mà Bồ Tát Siddhartha vào hình đó học tu nhưng đều vô sở hữu xứ và phi vi tịnh xứ đó, sanh như có trời đó, đằng ngày đó có lên đó, lên đó là họ thời gian lâu đó, 9 triệu năm nè, 9 triệu năm tuổi thọ nè, và tuổi thọ của chư thiên á mà thậm chí á thì nó sát khá hơn tuổi con người mình nữa đó. Quý tử đã nghe qua và tứ thiên vương là 50 năm của nhân loại là 1 ngày 1 đêm ở trên đó đó. 1 đêm ở trên đó, 1 ngày 1 đêm trên đó là 50 năm của nhân loại mình đó. Thì lên tới cái cõi trời mà của phi vi tịnh xứ là 9 triệu năm á. Không biết bao nhiêu trái đất này nó là hành trụ quả không, hành trụ quả không. Trái đất này nó tan rã rồi, kiểu cái trái đất mới, trái đất mới rồi đó. Không, chưa hết tuổi thọ của mình đó đó. Thế thì mình mắc gì phải lo tu. Mình lo là mình không biết cái đó. Thì tôi nghe kèo không? Mà có trời sắc giới, mà có trời bác sắc giới là lên trên ngồi thiền không à, không có đi tê lại như chi thiên bác trời giới, chi thiên có trời giới còn bay qua thiên cung này, bay qua thiên cung kia, còn có các hành tác bà đàn ca xứng hát nghe được những cái vui chơi có trời dục giới, còn có trời sắc giới, có sắc giới là ngồi thiền không à, vị nào ở chỗ đó, vị đó đó, không có liên hệ quay lại nhà, do đó họ hưởng cái phước báo gọi là phước lộc thiền, thì tôi nghe kịp à. Rồi cái cõi trời vô sắc giới này á là cái cõi trời gì? Phước lộc thiền. Họ ở tại đây. Nếu quý tự ngon ngó nè, họ có phước lộc thiền. Nếu mà họ không có tu tập, không có biết tu tập, nếu cái mục đích của họ là giải thoát, thành đạt của họ là đạo quả niết bàn, họ sẽ có cho là gì? Bậc thiện chí sớm hưởng phước báo của cõi trời vô sắc giới. Quý tự nghe kịp ha. Phải chưa? Hai ha. Thấy chưa? Rồi, ở đây quý tử điều qua cái giai đoạn là quý tử không có sắc giới và sắc giới. Ở đây có người nào là sắc giới và sắc giới chưa? Để đến cho ác nào, cho ác ra nha. Không, cái đó không có nói được. Ngồi đây nhưng mà đắc thiền sắc giới là có saving account cho nó rồi. Cái đó mình phải cho chắc ăn chứ. Còn cái trường hợp mà quý tử chưa có thì ngồi đây không nói. Nhưng mà ở đây có người nào đắc chứng thiền sắc giới chưa? Đắc chứng từng một từng thiền, tức là sơ thiền và đắc chứng ngọc sắc giới rồi đó. Nhĩ thiền là đắc chứng sắc giới rồi đó, tam thiền là sắc giới rồi đó, tứ thiền là sắc giới rồi, còn vô sở hữu đi tư tưởng xứ rồi còn lên trên vô sắc giới nữa đó. Ở đây có người nào chưa? Có đâu? Sơ, nên cái sư hỏi biết bọn họ sơ. Để họ sơ. Chưa? Rồi, ở đây chúng tôi chưa có, rồi tôi nói tiếp nè. Như vậy thì quý tử sẽ có hai con đường của tôi đang đi, đúng không? Quý tử hai con đường của tôi đi, một là quý tử đi sạch dục giới, hai là quý tử đi siêu thế. Đấy chưa nè, quý tử nghe kèm không? Quý tử không có đi qua con đường sắc giới và vô sắc giới, thì con đường của quý tử đang đi là quý tử đi, một là quý tử đi cõi trời dục giới, hay là quý tử đi về cõi dục giới,
thấy là cái tự nhiên nó có gì đây, siêu thế giải thoát đạo quả niết bàn. Và đó gọi là cảnh của trí tuệ cao, cao siêu mà chúng ta khai thác từ nơi tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cái đó chứ tôi nghe kịp ha. Rồi khi chúng ta khai thác được bốn cái pháp siêu lý này, chúng ta sẽ được cảnh cái trí tuệ cao siêu như thế nào? Cái đó là chúng ta mổ xẻ hôm nay nè. Thấy chưa nè? Thấy chưa? Rồi khi chúng ta biết cái tâm của ta không có đi về sắc giới, chúng ta không đi về của sắc giới là chúng ta không có lo, đồng tư không có lo con đường tu tập về thiền, thiền chỉ đưa đến đạo quả, đưa đến chứng đắc từ thiền sắc giới hoặc sắc giới. Ok. Nhưng mà chúng ta bắt đầu đi từ nơi cái tâm dục giới này đi qua tới phần siêu, siêu thế, thì tôi đồng ý nha. Vậy thì khi mà quý tử đi được từ dục giới mà quý tử đi qua cái siêu thế này đó, quý tử có nói là quý tử đi dục giai đoạn, đi dục thời gian không, hay là quý tử đang đi trong con đường trực tiếp? Quý tử đang đi con đường trực tiếp chứ không phải đi đường vòng. Đường đi mà quý tử đi sắc giới qua sắc giới đó, từ dục giới lên sắc giới rồi tới siêu thế đó, quý tử đi vòng vo, đi cả vòng vo tam giới thằng đó. Còn hôm nay chúng ta không đi con đường đó, chúng ta đi gì sao? Ta đang ở qua dục giới, là người dục giới. Chúng ta muốn là đạo quả niết bàn ở ngay tại dục giới này, ngay trong kiếp hiện tại này là chúng ta đang đi trực tiếp kiếp làm người. Đạo quả luôn tại đây là chúng ta từ dục giới, ở dục giới chúng ta siêu thế luôn. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử làm nhìn thấy. Như thì khi mà chúng ta định niết tâm của ta là tâm dục giới, quý tử nghe kịp không? Chúng ta phải biết người của ta, biết cái gì của ta, biết gì đối tượng của ta, chúng ta phải biết nè. Ta tâm của ta là dục giới thì ta luôn chuyên theo gì, chuyên theo cái gì, sáu cảnh, đúng không, đúng không nè? Chúng ta chuyên theo sáu cảnh: sắc, thính, khí, vị, xúc và pháp. Tâm sở cũng là dục giới đồng tứ đồng, chúng ta biết nó tứ đồng, phải chưa? Này, như vậy đó, khi chúng ta đi vào tâm dục giới này, chúng ta sẽ thấy muốn được mà từ dục giới đi thẳng tới siêu thế luôn thì sắc đó là chúng ta sẽ thấy như thế nào, thân như thế nào, khí như thế nào, vị như thế nào, xuất nào, pháp thế nào, chúng ta phải nhìn thấy rõ đó. Chúng ta cắt này cho ta ra đây, cảnh của trí tuệ cao siêu tâm dục giới, thấy chưa? Sắc, thân, khí, vị, xuất, chánh pháp. Thôi bây giờ chúng ta thấy nếu chúng ta đi ở dục giới mà chúng ta muốn tích sẽ siêu thế, đúng không, thì chúng ta phải qua cái giai đoạn nào? Cái sắc đó mà chúng ta biết tới đó là cái gì chúng ta có hả? Không, tâm mà chúng ta thấy được sắc đó là tâm cái gì ta có, tâm nhận thức. Đã nghe chưa nè, nghe chưa? Thôi nếu là nhận thức á mà chúng ta cái gì chúng ta có là tâm nhỉ, nhị thức chúng ta có cảnh thần. Và tâm cảnh vị, tâm gì ta có là tâm tỷ, tỷ thức cảnh khí chứ. Rồi này sắc nè, thân nè, này là khí nè, rồi vị là tâm thì thức vị nè, rồi cái gì là xúc, tâm thẳng thức. Rồi như vậy thì khi chúng ta muốn từ dục giới mà chúng ta đến tới siêu thế thì những cái đối tượng tâm này chúng ta phải làm sao? Quý tử thấy đấy này, cái này mà chúng ta thấy nó là của ta thì ta giữ, cái này mà chúng ta thấy nó là của ta thì ta giữ, còn nếu như mà không phải của ta thì ta giữ. Tại vì siêu thế là gì? Siêu thế của nó là gì? Là mục đích của nó là phải là giải thoát, thành đạt của nó gì là phải đạo quả, nó là siêu thế. Cái tôi nghe kèm à? Như vậy thì chúng ta qua đó là coi lại, nhìn những cái gì mà của ta ta giữ, cái gì con của ta ta không giữ à? Tôi nghe kèm à? Như vậy thì ở trong hai cái giới, giới bên này là tâm, giới bên này là cảnh, cảnh người ta được biết. Tôi nghe kèm à? Tâm ta có cảnh, tâm hiện bài, đó là cảnh sát có, tâm nhận thức có, cảnh tinh có, tâm nhận thức có, cảnh khí có, tâm nhận thức có,
cảnh vị có, tâm thiện thức có, rồi cảnh tâm cảnh xúc có, tâm thiện thức có. Bây giờ nghe kẹp ha, đồng ý chưa nè? Rồi bây giờ trước ông tự về tới Long An đó, bây giờ về tới Long An đó, nó bán khốn mà dọc đường đó, khốn mà Long An ngon lắm, khốn mà lứt đó, người tự nghe kẹp ha. Còn ở bên đường nó bọt sẵn ở trên rồi, đấy trên cái dĩa một mâm sợ khó vậy đó, và nó có chém bóng đỏ thì đỏ, mình nhìn không thấy muối nha, không đỏ hết trơn á, người ta thấy không, và nó cầm cái cùi khó nha, cái nó có cái sỏ cái kim đó, cái sỏ kim là nó cầm lên, người ta dùng lại mua cái là chém cái góc bên này á, nó chém bên kia nè, người ta thấy không ngon không? Chị biết rồi. 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 Chị tâm nhỉ tâm nhỉ Mình tự thấy hay đó vậy nè, nó như vậy đó thì mình tự bắt cảnh đó, mình tự bắt cảnh đó, nghĩa là cái cảnh đó của ta vậy đó, mình xúc động ra chứ, là đâu có gì đâu, chứ đâu phải là cảnh của ta đâu, chỉ nghe tả thôi à, mới luôn vợ rồi, nè mới tự nghe cái nè, cái đó là đa phần chúng ta thường hay chỉ đó, hiểu chưa? Còn cắn cái ớt nha, trời ơi, tôi ngộ ra nha. Đến từ nghe kèm ha, anh thì chắc lưỡi đó. Chẳng là đói bụng đó. Cái đó tất cả sân tình đó. Nhưng mình nghe thôi nè, do đó đó, mình tự thấy đó, những cái đó đó, là mình đem cho mình giữ, vớ nè, sẽ chưa khi xuống tới đây nữa, nhưng mà quý tử đã chạy tới đây rồi đó. Hãy mà sẽ chưa đi. Xin gần ra đây, xin gần ra đây, của tự đã chạy xuống tới đây rồi đó. Là tâm của tự nhanh lắm, mà tâm của tự đang đi liên tưởng đến cách là nhanh là gì? Của tự tưởng nhiều hơn là sự ghi nhớ, như là sẽ đang nói. Của tự tưởng nhiều hơn là tự không có ghi nhớ, như là sẽ đang nói. Nhưng là sẽ đang nói, chỉ nghe và nghe thôi, chứ không phải là tưởng tới cái cảnh Long An, thốn bên lúc nữa. Vừa nghe cái bên đây mà chạy tốt về bên lúc rồi đó. Mới tự nghe kẹo không? Mới tự chưa thấy tới cái thái làng ghê gớm nữa. Tự qua tới thằng là thái làng đó. Mà tự đi qua vòng bên ngoài cái quốc, vòng bên ngoài cái hoàng cung thôi, cái quốc phạt eo thôi, quốc phạt eo. Cái cảnh đó nó lớn á, cái quốc nè. Nó phạt eo. Nha, cuối năm này ra thấy chưa? Đây, cuối năm này ra thấy chưa? Là cái cảnh này là chùa Ngọc Bích nè. Quốc là chùa, phạt eo là chùa tượng Ngọc Bích, hoặc Ngọc Bích đó. Mà Ngọc Bích này là chỉ có một, không hai trong lịch sử trên thế giới này, chỉ có một à. Là không có. Ha. Đẹp lắm. Ha. Mà muốn tự tới đó, muốn tự mới là đúng mình như Ngọc Bích nha. Mà tại vì Ngọc Bích đó thường thường mình đeo nhỏ thôi chứ không nào. Mà này nguyên một khó thiệt. Có một à, không có hai, trên thế giới này không còn nữa. Có một tượng đó thôi. Mà hiện bây giờ nó nằm ở tại đây, hoàng cung của vua Thái Lan đó. Cái chùa Bách Phải Keo nằm trong khuôn viên của hoàng cung. Chúng tôi tự tới, tôi thấy đó là đẹp rồi đó, thấy không nè, chưa? Chúng tôi đi vòng đai bên ngoài tường đó, ồ nó bán trái cây không biết bao nhiêu là ngon nha. Chơi mặn đó nè, cái mặn hầm đào của mình đó, nó chút xíu mà đặc biệt ha, nó bự như thế này nè. Nó gần bằng cái trái, bằng cái cây nhíp bích của mình vậy nè. Một cái trái mặn đó, mà nó đặc biệt nha, xanh có, tím có, mà hồng có, màu trắng có. Trời ơi, nó ớt, nó có bút là ớt nữa. Chút cái gọi gì gọi thiệt chẳng biết là chẳng cái đó những cái đó nó làm cho quý tử phải chạy theo, mà quý tử nghĩ rằng là của tôi đang được hưởng đó,
Thầy ta nghe kiểu không? Dễ dàng lắm. Như vậy thì dục giới này mà cứ tưởng muốn được siêu thoát này á là đừng có chạy theo nó thì mới ra được à. Ta gọi là gì? Ta mới được gọi là giải. Sư, con có câu hỏi. Xin nghe. Sư diễn tả như vậy đó thì con thấy cái cảnh nhưng mà con không đi theo vậy có phải là không thế nào? Không thế nào, mà phải không vậy. Thế thấy cái cảnh diễn tả thôi, như vậy là đúng hay sai? Sai. Chỉ nghe thôi. Nghe. Con thấy cảnh. Được chạy theo cảnh. Được kịp không? Tức là con không có bị cảm xúc nhưng mà con vẫn bị lo cú. Là thấy cảnh là... Còn bị cảm xúc đó là chả nó biết đó. Không thí dụ đó, đây là cảm xúc đó là chả nó biết rồi đó. Còn mà còn chạy theo cảnh đó, để nghe em sư nói tiếp, còn mình chạy theo nữa. Để đi theo ai? Chúng ta sẽ dẫn qua tới Bách Hồn á. Bách Hồn keo xong Bách Hồn tới tới Bách Năm. Đó, gần ha. Bách Hồn xong tới Bách Ahun. Thì nó có tới đi qua Bách Ahun á. Nào Bách Hồn ha. Còn cái đi lên vô Bách Hai Mít. Bách Hai Mít trên đường Phật đó là 2.5 tuổi về. Đi theo thì chưa? Hãy từ từ qua tới đó chưa? Thì nó tới đó rồi đó. Đã tới mũi dài của cái bụi lắm. Rồi nó chạy theo tới đó rồi. Cứ ra thấy không? Cái tâm mình chạy theo. Theo cảnh còn cái này để dễ sợ chưa hiểu không? Cũng không được, hãy đứng lại. Dù thằng sư dẫn con tự đi thì cái đó thì cái ứng dụng trong thực tế đó là mình không chạy theo cảnh, tâm đứng lại là mình giải thoát sự ràng buộc, giải thoát sự dính mắc, giải thoát sự lo cuốn, giải thoát trong sự gì đều níu của cảnh mà tâm mình mắc mất đi là giải thoát. Sư nghe. Là con lúc mà sư nói, lúc mà sư tả ra như vậy, thì trong đầu con nếu mà con nghe, con hiểu sư nói thì con thấy cái cảnh trong đầu. Đúng rồi, giống như con là như vậy là con cũng đã trả theo. Vậy mất vị trí có gì đứng không vậy? Chứ nếu mà như là con không muốn thấy cảnh, sư muốn nói gì sư nói thì tai con nghe. Sẽ có thể không được nghe không? Đó là mình nghe không phải. Vậy làm sao con chạy không sớm? Chạy không sớm chạy người ta có mắc kém không đâu? Hiểu không? Tại vì mấy cô mới học cái sư đó là sư đủ cái khung ra, đủ cái cách đó đó để cho mấy cô mày là gì? Đừng học vô trong cái gà bẫy của sư để mà tụi em có thức tỉnh được. Mà không có thức tỉnh này đó, ở ngoài á, ngoài cái lớp học này tụi bị bao nhiêu cảnh bị ra gạt đó. Ở trong lớp này mà không có quân luyện kỹ đó càng gạt nhiều lắm. Kiếm hảo xà thà đi cái nè, môn trường đổ mồ hôi chuyện được bao nhiêu cái đó là cái đó là cái sự đóng góp của sư đóng góp cho nó tự đỏ bị mà gọi là gì tổn thất đó. Chứ tự nghe kêu không mày muốn cái tự ba bên thái lan có tự chạy chết không à, sư đi ngược đi đem về đến chết nữa và bệnh là lo đi chụp hình không. Nghe tôi nghe kìa không? Nghe hết chuyện nào? Cái đó người ta sẽ thấy những cái đó là cái cảnh mà lúc đó mình mới thấy được cái tâm của mình là gì? Thắng hay là thua? Mình giữ hay được là mất? Cái đó rõ ràng như vậy đó. Cứ tự nghe kìa không? Nghe chưa? Hiểu không? Hả chưa? Dục giới. Như vậy thì khi mà quý phụ tử ở trong cái hoàn cảnh mà quý tự thấy được sắc thân vị xuất vị có tự thấy những cái này á là của Phật tử hay không hả? Cái này của quý Phật tử hay là không? Không phải chưa? Rồi Phật tử thấy không rồi ha, xin nói trên rồi Phật tử nói rằng cái này là không của mình, đúng không? Như vậy thì những cái gì mà mình có hôm nay mình thấy cái đấy là cái gì? Đó là quả của mình gieo trồng hôm nay mới có gặp lại được thấy quả, nhưng mà mình chính theo nó thì mình tạo mới là không vậy thôi. Thế tự nghe kêu không? Cái đó là như vậy đó, kịp chưa? Này không phải của mình, nó chỉ là quả nó đến cho mình để mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình ném, mình đụng. Nhưng mà mình không có dừng lại cái này là quả, mình không giữ cái tâm, mình không tu tốt được đó, thì mình tạo cái mới đó thành lập lại cho mình cái đón nhận nữa. Thì tự nghe kèm không? Kèm không? Rồi chưa rồi. Như vậy thì khi nó tự đi miếng điện một lần
thấy đủ rồi, trở về lo tu. Nhưng mà ngày tuần năm sau đi nữa, năm tới đi nữa, năm nữa đi nữa, đó là cái tự muốn lập đi lập lại cái quả tạo cái mới, cái quả tạo cái mới, tạo cái mới. Các tôi nghe kèm không? Nếu mà tôi không có tu, tôi chỉ đi để mà hưởng, nghe gọi là du lịch, thì cái đó tôi đang đón nhận cái quả để tạo cái mới là gì? Hưởng thụ lại cái đó. Các tôi nghe kèm không? Một lần thôi, mình thấy rồi xong đủ. Thì thế thì dục nhớ này nó sẽ đến trong tự được một cái siêu thế là cái sự phải sửa. Hãy tu tập. Các tôi nghe kèm không? Thắng lợi và ý, mục đích của mình là gì? Phải giải thoát những hiện tại của ta. Thật một đạt là gì? Đạo quả niết bàn. Chúng ta phải để cho nó trở lại. À, cái pháp này. Nghe kịp chưa nè? Rồi, những cái pháp này, cái pháp này nó dành co chúng ta giữa gì? Hiện thế và siêu thế. Lúc bây giờ hiện thế và siêu thế nó dành co chúng ta thì chúng ta mới thấy là cái gì? Trí tuệ hay là trí thức? Hiểu chưa? Chúng ta nghe kèm không? Nếu chúng ta là người biết hiệp thế mà ta còn ở ra trong đời hiệp thế, ta chỉ là bậc trí thức mà thôi. Ta ở lại ta làm việc thiện tiếp. Chúng ta nghe kèm không? Nếu chúng ta biết đó là hiệp thế mà chúng ta không có muốn ở trong đời để chúng ta hưởng phước báo này nữa đó, hay là chúng ta không muốn ở trong đời này mà chúng ta chịu chi phối của hiệp thế này là sinh tử đó đó, thì ta phải là siêu thế, thì chúng ta phải cái gì? Buông bỏ, ta phải trí, trí tuệ. Mà muốn trí tuệ này là gì? Phải sửa, thân, lời và ý. Mục đích chúng ta là gì? Phải giải thoát, chứ không phải ở lại trong trời được hưởng nữa đó. Thành đạo nào? Thành đạt đạo gì? Đạo quả, niết bàn và trí tuệ. Kịp chưa? Tính nghe kịp không? Nghe chưa? Hiểu không? Cũng buồn hết rồi. Hiểu rồi. Đi 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 tá lan nha. Nhưng mà đừng biết vô trong chùa mà đi dọc đai ngoài cái chỗ mà cái hàng rào cái chùa tán loạn nhiều lắm, thấy không? Cái dĩa xô bự luôn nè, nửa con gà của tây hai chục bạc, một bạc tầm một đô la tầm 30 bạc, 30 bạc thái, con dĩa nó 20 bạc, hao ăn. Cái người nào mạnh hơn sư ba lần đó là ăn 3 dĩa. Tôi nghe kìa không? Không nghe, không nghe. Giải thoát. Đó là giải thoát. Bây giờ nghe kìa đó, mình phải giải thoát rồi đó. Ông sư nói, nó cả ông sư. Nhớ nè, mình làm cho kiên cố, đừng không bị lây. Lây, lây chuyển, thì dẫn đi. Tôi nghe kìa ha. Ngay, như đó đó, thì ở đây, tôi nghe. Ngay cái chỗ mà cái tâm nó đó đó, mà ta muốn là cảnh của trí tuệ cao siêu á, là chúng ta phải sửa đổi lại. Cái tên nghe kìa mà, nếu như mà tưởng mà không sửa đổi lại được đó đó, thì cái đó nó lặp lại một cái gì? Cái mới. Cái tên nghe kìa mà. Rồi, dẫn chứng thêm một thí dụ nữa. Ta lấy một thí dụ nữa cho tâm ta. Nên là, khi ta bất hành á, khi ta bất hành á, ta đóng hết cái căn lại. Hãy ông ta ngồi thiền mà, nhắm mắt. Hẳn à, là nhãn thức đóng lại. Không muốn nghe nữa, là tâm ý thức ta đóng lại. Không có muốn ngửi mùi đó, là tâm ý thức ta đóng lại. Ta không nếm vị đó, là lúc đó tâm thiền thức ta đóng lại. Thì nó còn cái gì? Hai cái, thân thức và ý thức. Cái từ không đóng được đâu. Cái từ không đóng được đâu. Cái đó là chúng ta phải nói rõ vậy đó. Mắt ta không thấy, tai không muốn nghe, ngửi ta không ngửi, mũi ta không muốn ngửi, và lưỡi ta không nếm. Nhưng mà cái thân ta không đóng được, nó vẫn còn bài, nó vẫn còn bài, và nó cho ta hiện bài gì? Thế nhất của nào? À, cái đó nó lạ vậy đó. Nóng không được, cái này khó nóng lắm, mà nó theo ta như muốn thế mà vậy đó. Bây giờ khi mà cái tê nhất của nào nó có bao nhiêu á, thì cái tâm ý thức nó theo đó, nó thấy pháp như bóng hình luôn. Hả nè, mấy tôi nghe kèm không? Tâm của tôi nghe cái thân nó đau á, thì cái ý thức, cái tâm của ta biết cái cảnh pháp đau đó, rõ ràng nó ngay hết á. Thì lúc bây giờ, như tôi sẽ thấy, ta mổ xẻ cái lúc đó. Thế nè, rồi, chúng ta đi nè. Tâm, thân thức của ta rồi. Bây giờ tôi muốn cái thí dụ nào cho sư dẫn chứng thêm của tôi đó. Tên nhất của nào tôi chọn cái nào sư dẫn chứng thêm cái thí dụ đó cho tôi. Tên nhất của nào tôi muốn lấy cái nào?
Hả? Hả? Nhất ha, cứ thử muốn lấy cái nhất mà là nhất rồi, nhất. Nhất nhó trong cuộc chi nói. Thế nào, nhất nhó, đúng không? Thế thì chúng ta thấy cái nhất nó đến, đúng không? Rồi, thế thì cái nhất nó đến á. Cái ý thức của mình nó còn, hả không nào? Mấy cái kia ta mắc hết rồi. Rồi, nó đến trước, cái ý thức này nó biết trước, hay là nó đến sau cho ý thức nó biết? Cho xin biết nè. Cái tâm thanh thức này á, nó bị nhức. Rồi cái ý thức này nó biết, hay là cái ý thức này nó biết nhất trước, rồi nó hiện bày ra cho mình nhận thức, hay là cái nhức này nó biết đó, rồi nó báo cho ý thức là biết. Cái nào có trước? Cái nào có trước? Cái tâm thanh thức biết trước bạn nè. Mình đã nghe kìa mà. Được chưa? Rồi, nó sẽ nghe kịp không? Cái này là chút nó ra đụng nè. Chút nó mới tự đụng cái nhất đó. Nên mới tự bên này nói cái bài đó đó. Hợp tuần vừa rồi chúng ta đụng cái gì đó là trong khi học người ta có. Thì bây giờ tuần này nó sẽ đụng cái nhất, được chưa? Rồi, giờ sư hỏi với tôi nghe nè. Rồi, quý vị nói lại cho sư nghe. Tâm tính thức biết nhất trước khi tâm ý thức, hay là tâm ý thức biết nhất trước khi tâm tính thức nhận thức được nhất? Cái nào biết trước? It is the same time. It is the same time, huh? No, not different time. Right. Not the same time. Đó, bây giờ cũng biết cô đâu có mò đâu, biết cô la xin mình nhức trước không ạ? Thể không? Mấy con nghe kịp không? Mấy con nghe kịp không? Ý ta nghĩ cái gì? Nó sẽ hiện bài cái đó. Thế cô bài cảm hạn vô cùng ra. Để từ kể nghe mấy tưởng kịp ha. Cái thứ cái kẹp ha, ý thức là biết trước thành tất cả. Tại vì sao? Để sự cắt nghĩa trong cái tưởng này nè. Cái này là cái gì? Cái tâm hả? Tâm là cái biết. Cái biết nó có rồi đó, thì cái thân này nó mới biết. Đó là anh du kích anh nằm trên bay rồi. Hiểu chưa nè? Nên cái hiện tượng mà nó vừa nó đổi qua cái trạng thái thoải mái, nó vừa nó tới cái chuẩn nhất á, nó gần tới thôi, là anh ý thức nó báo động trước rồi. Còn anh thân thức mới bắt đầu thấy ra, thì hai lần khổ, hai lần lo, hai lần khổ. Cái tên nghe kịp không? Biết mà chạy không khỏi, phải là khổ không? Đúng không? Biết mà chạy không khỏi là khổ không? Không nè. Biết chủ nợ tới rồi mà trả không kịp, nó đòi là mình phải trả. Cái này trả không khỏi là khổ không? Ngồi cái thân mà chịu lãnh cái nhất này đó, là cái thân mà chịu lãnh cái khổ không? Đúng không? Đúng không? Chúng ta có hai đại khổ. Được chưa? Được chưa? Rồi xin tôi nói là đòi rõ chưa ha? Rồi, như vậy thì cái nhất này đó là xúc. Đúng không? Cái nhất này là xúc. Của mình hay của ai? Của mình. Hồi nãy mình hỏi bên này của mình hay của ai? Nó không của mình. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Của mình hay của ai? Thở dài rồi. Đúng không? Mình thấy thấy nè. Mình thấy nè. Như thế thì xuất là thành pháp biết. Mà nãy giờ sẽ nói, sắc này là của tôi, thân này là của tôi, khí này của tôi, vị này của tôi, xúc này của tôi. Nếu là của quý tử thì quý tử chữ. Mà không phải quý tử thì định chữ, phải không nè? Quý tử nói không phải là của quý tử rồi. Đúng không? Giờ cho tôi sẽ cho sửa lại đi, giờ là của mình lại đi. Không phải của mình, không phải của mình. Thế không biết đâu, quý tử nói gì nói.
sẽ làm sao kịp được. Bữa nào cũng đứa nói cái này chút xíu, nó nói cái kia, sao sẽ chạy sao kịp. Nè, tâm tâm hết, có cảnh xúc. Mà cái nhất này là cảnh xúc của mình. Của mình, như thế này đây của mình hết. Xác định của mình, hình được của mình, không chưa có phải cái đầu nha. Cái đầu nó ra cái khác. Mình nó phải như mình nó biết thôi, cái đầu nó tiêu đi, cái đầu nó biết nó bỏ ra được. Thế thì nghe thiệt chưa? Hiểu được chưa? Nhớ mình giữ lại nó là mình còn được giới. Còn mình bỏ được nó là mình suy tế. Mình giải thoát. Hiểu được chưa? Dễ như thế rồi từ cuối không? Không, để nó trả lời liền, thấy chưa? Nhưng mà người nó pháp ra, người nó pháp thì đồng ý sư đó chưa? Giờ người ta nói thì cảnh sát này là của tử đó ha, nhận thức thì cảnh sát này của tử. Ví dụ như mày nó bay qua, người ta thấy con chim nó bay theo cái mày đó, người ta nói, ồ, con chim này chưa từng thấy, nó màu nó đẹp quá, cảnh sát nó cũng tử không? Nó là quả cho cái gì mình thấy. Giờ người nó của mình á, thì mình tạo cái mới, mình muốn hưởng lấy cái đó, nhưng cái đó nó đi rồi, mình giữ lại. Mình tưởng lại, mình ngồi nhớ lại, cái đó là tạo cái mới. Ê, mới trong từ là gì? Cái ý, ý nghĩ, rồi ý nghĩ, sanh lời. Phải không ha? Thì đứng cái kèm ha. Mà cái này chưa được giải thoát, tại vì mình giữ lại cái đó. Dù cảnh nó đã đi qua, đi qua rồi. Được chưa nè? Rồi, sư chỉ luôn từ cái này nữa nha. Sư có nói với tự ông vua mà làm gớt cái kiếm trên sông không? Ông ngoài trên chiếc thuyền làm gớt kiếm trên sông thì ông làm sao? Ông lấy cái phái ông chạy cái trên bàn thầy à. Chỗ này ta làm gớt kiếm nè, chút xíu lượng cho ta. Đúng không? Họ thuyền nó cái đây. Ông đặt cái phái cái trên bàn thầy ra, chỗ này ta làm gớt kiếm nè, chút lượng cho ta. Thì ông ảnh chút nước cái người thợ làm số lượng được cái chỗ đó không? Không, ảnh nó đi quay rồi. Có bình tĩnh nghe kèm không? Rồi, như vậy thì khi nhất của bình tĩnh nó đến á, nó có đứng một chỗ không? Mà nó đi. Cái chỗ này ta nhất nè. Phút giây này ta nhất nè, quý tử lấy cái giết đó, một bên đen này nè, quý tử gạch cái chỗ đó. Nha, quý tử hiểu không? Thanh gương, ngày vua gớt, cái nhất quý tử cũng như cái lành mật mà quý tử gạch trên cái đùi tử, chỗ nào nhất rồi. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Thì làm sao? Thì làm sao? Sửa nó đi, không phải là tu tập thì mới mất được là giải thoát thì mới gọi là đạo, không thì nó ở trong đời thì giới là hiểu không, cảnh với trí tuệ cao siêu, cảnh nó đến như thế nào tâm ta biết chứ không phải chạy theo cảnh đâu, hiểu không nào? Mà trí tuệ ta biết là gì? Thanh lọc, sàng lọc, gạt hái, lượm đặt hay bỏ bỏ, sàng lọc bỏ, lượm đặt, chúng ta phải quyết định. Đó là trí, trí tuệ. Hiểu không? Đa 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 con biết nó nhức, con biết nó đau mà sư nói bỏ đi mà nó vẫn đau, nó vẫn nhức, cứ bỏ đi mà nó vẫn đau, nó vẫn nhức. Con làm sao? Con đâu có bỏ? Con đâu có bỏ? Con không có bỏ. Con chỉ nói với sư thôi. Con nói con cứ bỏ đi, nhưng mà con kể lại mà. Là con đâu có bỏ đâu. Quý tử có nghe mà hai bên đánh chặt nhau không? Quý tử có nghe cái câu chuyện hai bên hai bên trận chiến nó gặp nhau nha. Sư được nghe câu chuyện như thế này nè. Rồi chiếc bệnh lâm nó hai bên đánh nhau dữ nổi đó. Cái đội bên này nha, sát lên trên đầu này, cái đội bên kia sát lên trên đầu kia, hai bên bắn bạc không đọc bao rồi bắn quá trời bắn, chết hết trên nè. Không có người nào còn sống hết á. Sao ai kể lại sư? Câu chuyện là sao được kể lại? Người ta nghe cái hầm. Sư biết không, con nhớ cái tới là con bỏ nó đó. Sao kể được? Con kể ra đi chứ là con giữ. Người ta không có bỏ. Nếu mà bỏ người ta đâu có gì để kể. Bỏ thì sao còn kể? Sư còn tức, vô cùng tức. Các bạn đã là một tức, vô cùng tức. Còn bỏ hết tất cả, sư còn giữ gì trên đó.
Thiệt đúng rồi, cô bỏ hết rồi, cô bỏ chút ba sư rồi. Mấy con thấy không, cái câu nói mình không có thấy nó là mâu thuẫn. Mấy con nó bỏ nhưng mà con đem câu chuyện của kể qua cho người khác nghe. Thì con bỏ được đâu. Tâm mình kể lại là những chuyện đó là khác. Ở đâu mà cô có, ở đâu mà có cô kể ra. Từ trung tâm cô kể ra được. Nên cái khi mà mới tự đi trình pháp đó, là cái gì mà tôi cũng còn mới có trình chứ. Không ai đi trình pháp thôi. Biết đâu mà đi trình pháp. Mấy con đi trình pháp là chuyện gì mới còn. Mấy con còn thì mới còn phải đi trình. Vô đi mét kìa đó. Cái mép để mà sửa đi. Phải không? Còn nếu tôi bỏ hết tôi đâu có gì để nói. Không có trình, hỏi còn gì nói không? Dạ hết. Tại sao bỏ hết rồi? Còn nếu tôi còn có, nhất quá nhà sư nè, đau quá nhà sư nè, bỏ quá nhà sư nè. Cái đó quả, bỏ đi quả. Rồi đừng biết đó. Thấy không? Thì mình nghe. Còn cái tôi còn kể là cuối cùng còn giữ. Còn cái tôi không bỏ, nhưng tôi còn ý. Ý giữ trong đầu là ý nghiệp trong giữ. Đúng không? Tạo cũng hết mà. Nó còn giữ đó, nên còn trở lại. Nguyên người cắt bỏ rồi đó, không để có nó đó. Nó đi luôn. Phi lâm mua, nó mua phi. Phi lâm mua là nên phi. Nguyên người không thấy cái đó là gì, hiểu vô cùng. Vậy nên cứ cắt đi, rồi nó đừng mất được. Mà con không cắt đó thì đó, trở lại. Mà miệng nó bỏ, nhưng mà dương, dương chết. Nghe kịp chưa? Hồi nãy sư đưa cái này rõ ràng quá nha. Cái tên nói là có hình tưởng không? Thì qua bên đây là cái này làm sao lại có hình tưởng? Nghe một tức. Nghe một tức. Thấy chưa? Vậy là cái tự phải biết là sư đưa cái ta bên đây lùa qua cái tự phải đón cái tự ra bên cái tay này. Cái tự chạy ở đâu cũng không qua. Vậy thì là cái sự phức tạp của nó tử là lẫn quẩn lắm hoàn chứ không có bỏ ra. Cái đứa bên đây dính ngồi qua dính hết. Cái con ngõ nào cũng từ ra đâu đấy. Một thí dụ của tự đại rồi vượt lớp này liền. Một cái thí dụ thôi lớp mà mai là cái tự nói tôi sẽ nghe hôm nay hay là bây giờ sẽ được nghe thì chút nữa tỉnh ngồi quý tự không phải trả lời của tự đó. Lúc tự ngồi vô thì không ai trả lời nữa, ngồi mình thấy mà. Thì lúc đó tự phải lấy gì? Cái tâm trí tuệ của mình dạy quyết. Nó là hiệp thế hay là siêu thế? Nó là của ta hay là không phải của ta? Nó chỉ là quả hiện tại. Thì ta không tạo các đúng đó nữa. Ta quyết định là ta đó. Ta gọi là trí tuệ. Còn không, ta là một kiến thức. Ta có kinh nghiệm. Mà ta có kinh nghiệm, mà ta có làm việc thiện thì có làm việc thiện là cái thông thường đó. Tức chưa? Tức chưa? Gãy đầu gãy cổ rồi. Tức chưa? Tức chưa là mình được cái sự tẩy tăng của nó là cái câu chuyện đó nó làm như vậy chứ mình tâm mình không có dạng người ta nữa nhưng mình thỉnh thoảng mình thỉnh thoảng mình nói chuyện lại, mình nói chuyện mình bảo cái đó mình không tắt như là lỗi của mình hay lỗi. Người ta đã ăn cơm mới mà nghĩ chi cũ. Mình ăn cơm mới mà nghĩ chi cũ. Thấy á. Mà cũng mang cái tội luôn. Ý nghiệp giữ mà anh mua. Mà đó là hiệp thế, chứ là bây giờ siêu thế, siêu là giải thoát. Giải thoát câu chuyện đó là gọi là giải thoát. Giữ lấy câu chuyện đó là còn ở là trong. Trong câu chuyện đó, ở trong chuyện đó. Hiểu không? Tự hiểu không? Cảnh có trí tuệ cao siêu. Cứ được phải nắm liền cái pháp sinh lý này này này. Mấy kịp chưa? Hiểu chưa? Hiểu không? Úi tự mổ xẻ ra, tự thấy rõ. Ta biết trước hay nó biết trước? Ta biết trước hay nó biết trước? Ta biết trước hết á. Mà tại vì bí lúc nào người ta giữ rồi. Mấy tự có chữ, mấy tự mới kể ra cho sư nghe. Giờ sư nói chọn tự lên thí dụ đi. Chứ tự chọn thí dụ. Thì những cái đó mới tôi đã giữ mấy hôm nay rồi, chờ hôm nay chờ cái câu hỏi tôi nói cái là cho buông ra liền đó. Phải không? Này là chắc chứa. Mà chắc chứa giữ gìn của tôi. Thì ta đang tạo cái mới.
để mà dạy, để biết. Đó, nhưng khi mà tôi tạo ra cái mới đó, cái tự nhiên kịp không? Cái tự tạo ra cái mới đó, thì cái mới đó sẽ cho cái gì, cái tự là cái gì? Cái quả nữa. Cái quả này đang có. Thì cái tự là gì? Luân hồi. Đó là luân hồi. Mà tất cả những cái này đều là hữu duyên. Nó đều là hữu duyên. Nó có duyên nó lặp lại cho cái tự. Nó không có vô duyên đó, nó vô duyên nó đi luôn. Vô duyên là nó đi, còn hữu duyên nó trở lại. Mà trở lại nó còn luôn, luôn hồi. Mà luôn hồi như vậy thì có thể đâu có được cả giải thoát. Mà còn tại sao chứ giải thoát là liền thông chịu tu sửa nó đi. Cái câu nào sẽ đặt xuống đó là mình tự thấy nó nằm ở trong cái khuôn khổ cuộc sống của tự đó. Từng mỗi chút ta chịu lại hết. Thế sao thấy giải thoát? Sư không nói tới chuyện niết bàn xa rồi. Nên thắc mắc này sự giải thoát của tự là gì? Để buông bỏ những gì của tự đang coi nó không phải là của mình thì phải bỏ đi đi rồi là giải thoát rồi đó. Không có tự giữ lại nó thì tự không có ra được rồi đó. Tự nói chuyện niết bàn. Không phải là con đường đạo quả xa khỏi tên cầm tay. Đạo quả từ nơi tâm, thức mình nhận dẫn, nhận thức mới. Chúng ta nghe kẹp áo. Hiểu chưa? Hả chưa? Vậy thì nhất là của mình hay của ai? Thầy không nè. Rồi như tôi bây giờ tôi tự nó không chịu đồng ý nó cho một cái dụ khác đi là sẽ giải thích cho nó. Rồi. Rồi tôi ra tôi có cái dụ khác nữa đi. Còn cái dụ nào nữa không? Còn những cái dụ nào khác nữa không? Tê nha. Đau nha. Mỏi nha. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu quá ha. Rồi, tôi xin nói với các bạn nghe thế này. Cái này, cái nhất này á là do mình đặt ra. Đúng không? Hay là ai đặt ra? Cho xin nói nè, cái tên là cái nhất này, cái tên đặt ra hay là ai đặt ra cái này? Ông bà của mình mang nè. Ông bà mình đặt nó là chữ nhất. Cái mình nghe chữ nhất. Bây giờ mình nói lại chữ nhất. Không nè. Rồi, rồi tới khi biết mình nói lại cái sự nghe là cái chữ nhất này đó. Là ông bà của sư cũng nói chữ nhất rồi. Cái hai bên nó hát nhau, nó giống nhau. À cái chữ nhất là gì đó. Bây giờ nghe nói cái hiểu liền. Chứ bây giờ cái tưởng cái chữ nhất này của tụi ba nói nguồn biển với một cái châu không hiểu chữ nhất này là cái gì. Được không? Vậy thế thì do cái con người mình đặt ra. Cho con người mình hiểu ra. Do con mình hiểu, mình nghĩ ra đó đó, mới có ngày hôm nay. Thế thì mình đặt ra, mình xóa bỏ nó được chứ. Quý tự hiểu không? Cái bài mình đặt ra, hãy là cái vật liệu mình làm ra. Cái bài mình đặt ra cái tên, cái vật liệu mình không làm ra. Vật liệu đó do người khác làm ra. Quý tự nghe kèm không? Cái bài mình đặt ra, nhưng mà cái người mà làm cái vật liệu đó, họ không muốn làm cái bàn đó, họ làm cái ghế, họ làm ra cái ghế. Cái tên nghe kèm không? Thưa sư, nếu mà cái nhất là mình đặt ra hay ông bà mình đặt ra, nhưng mà cái cảm giác nhất mình có thể một cái người khác có gọi là cái tên khác nữa. Cái tên sinh nữ khác thì nè, nó cũng giống vậy. Dạ, cũng giống nhà. Do đó đó, mình phải hiểu là mình duyên theo những cái gì của mình đã theo hệ thống truyền thừa. Giờ cái tôi nói tới cái nhất là ngồi xuống này. Do đó khi mà tôi vô ngồi thiền, cái tên nhất mà nào là cái tôi đặt vô đó là cái truyền thống đó truyền thừa. Không có ai qua khỏi cái trạng thái người thiền không bị tên nhất mà nào hết đó. Thế thì mình cứ đi theo cái đó hoài. Thì đi theo hoài rồi tính tự có cái gì? Có một cái kiến thức, kinh nghiệm. Một kinh nghiệm của tự giữ lấy đó là gì đó? Một cái kiến thức. Mà cái tự muốn làm được thiệt thì tự làm. Còn không thì trở lại thông thường. Chúng tôi chưa ra được cái trí tuệ này vì sao? Trí tuệ sẽ thấy là cái kiến thức này còn bị thay đổi bởi gì? Vô thường. Khổ. Vô ngã. Trí tuệ nó mới có. Thấy. Còn trí tuệ không thấy. Vậy thì khi với cái người mà có trí tuệ, họ luôn luôn thấy làm sao lưng những cái kiến thức mà họ được biết á, còn ảnh chứa cho nó một thực tướng hay là một đặc tướng cái gì, vô tường, vô đau, vô ngã. Chính do đó những cái này mình đặt ra nữa đó, đó là kiến thức mình biết. Làm sao cái đó mình có cái trí tuệ mình biết là gì, nó cũng phải bị gì, vô thường, khổ đau, vô ngã.
không có tồn tại lâu dài. Vì mình muốn để còn, nó còn. Mình nghĩ muốn lo, nó còn lo. Thì khi mình muốn không nghĩ tới nó đó, thì nó nghĩ nữa. Quý tử có thấy khi mà tử nằm ngủ á, trong giấc ngủ kia là sai. Mà quý tử ngủ không kiểm soát được cái vai nghi ngủ của quý tử đó. Thức dậy quý tử bị tê một cánh tay. Là lúc đó quý tử nằm ép một cái tay mà quý tử không hay biết đó, quý tử ngủ mê say. Thức dậy cái tay mình bị tê liền cho đó, hay là bị tê mỏi cho đó đó. Quý tử có hay lúc đó không? Thì hay lúc đó không? Không, ngủ quá sai. Quá mê thì quý tử không thấy. Thì nó sáng thức dậy mình mới thấy là mình bị tê. Đây cái chỗ đó, nếu ngay lúc mà đang ngủ á, phút giây mà đang ngủ mà mình là cắn cái quan nghi đó đó mà ép cái tay mình bị tê á, thì mình có sửa không? Mình có sửa không? Mình sửa. Mà mình sửa được á, thì lúc đó không có cái trạng thái tê nó nè. Còn khi mà cái tưởng ngồi mà cái tưởng ngồi, cái thấy cái này đó, khi mà tưởng thấy mà cái hiện tượng nó đến như vậy đó, mà cái tưởng đừng có để tới nó đó, thì cái trạng thái nó có tồn tại không tồn tại, nó có chi phối cái tâm của tưởng không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu chưa nè? Chánh cảnh với trí tuệ cao? Hiểu. Là quý Phật tử phải quyết, quyết định được. Nếu quý tử không quyết định được đó, quý tử đang ở trên cõi cổ được giới mà thôi, quý tử không đi tới cõi siêu thì đến tới cái niết niết bàn đại quả, niết bàn được siêu thấy được, cảnh được siêu thấy được. Quý tử nghe kịp không? Thế tôi đúng lại hết tất cả, đúng lại hết tất cả những cái gì của dục giới. Dục giới nó cho quý tử tất cả những gì quý tử có lập đi lập lại là gì? Quả cho ra, tạo mới. Mới tạo lại cái quả, quả cho lại lần nữa thứ hai. Ta có một cái luân hồi liên tục và không có một cái sự giải giải thoát. Vì chúng ta có chịu tu tập sửa từ bắt đầu là gì? Thân là vậy, sửa đổi đó. Cái đó gọi là không có trí tuệ. Ta chỉ có trí thức mà rồi. Hiểu chưa? Phải chưa? Rồi ha. Còn chưa nữa. Chúng ta vào cái vấn đề này ấy, là khi chúng ta biết á, tâm ta ý thức, ta biết cái nhất nên đến trước, rồi tâm đang thức sẽ thấy cái nhất đó hiện bài. Còn cái nhất đó đó, nó hiện bài như vậy đó thì nó ra được mấy điều chúng ta sẽ thấy. Nhất cái này là của ta, nhất này là của ta, nhất này là của người nói ta nghe, ta được biết, người ta bắt đầu cảm thấy là đúng như vậy đó. Đó nè, nhất này cùng tí không phải của ta, không phải của nó. Cứ tự chọn cái nào. Không nè, như vậy thì khi mà nhất cái này là của ta, ta giữ lấy nó đeo đủ ta như bóng cái hình. Nhất này của người ta nói ta có thể là lập được bớt. Bớt đi chứ không phải là hết được, vẫn còn. Nhưng mà khi một tự thấy nhất này chỉ là một pháp, đến đi rồi nó đi, đến rồi nó đi. Thì cái nhất này ấy, nó sẽ đến từ một cách rất là gì? Nhanh và ra đi rất là dễ. Còn cái này nhất này của ta, nó giữ lại ta lâu. Nhất này của người nói ta nghe đó, đó là chúng ta một thời gian. Còn nhất cái này đó, nó đến và nó đi theo định luật của pháp. Thế tự nghe kèm ha. Thầy ngây quá thầy ơi. Cô tự nghe kèm ha. Dạ. Thì là dĩ kỷ, dĩ tha, dĩ pháp. Dạ. Thế tự nghe kèm ha. Rồi, khi mà chúng ta nói đến gì của ta, thì chúng ta phải có hai cái. Thì chúng ta biết tới. Thứ nhất á, là chúng ta chạy theo đó là nghiệp. Thứ hai, chúng ta chạy theo đó là gì? Chính thức của ta được biết. Chúng ta chưa có sự tu tập. Thấy nha. Nếu mà có bị phá của người ta nói ta là chúng ta có kiến thức của người ta bỏ vô, ta bị tác động. Thứ hai là chúng ta không có cái quyết định của ta ở trong đó, ta bị chi phối. Mất cái tự nhiên. Cái sự nghe kẹp ha. Cả hai cái đường nào cũng chết. Hai mà cũng chết. Kẹp chưa? Nhìn kì. Ta sợ cái nhất hay là sợ cái tâm ta phải giải nó được cái nhất? Thế tự nhiên hiểu không? Chính cái đó mới là cảnh của trí tuệ cao, cao siêu. Nay ta học cái pháp xử lý, chúng ta thấy được cảnh của trí tuệ cao siêu là nó là như vậy đó.
Nếu như mà tưởng không thấy được cái đó đó là quý tử không có đi tới cái trạng thái cảnh cao siêu được. Quý tử sẽ trở là trong cái cảnh hiện thế ở đời này được vài. Cảnh quý tử không có qua được cái con đường mà tự đang gọi là tu, vì quý tử không chịu sửa. Ngay cái bước đầu tiên quý tử không chịu sửa, do đó quý tử không đạt được cái mục đích và thành đạt được kết quả cuối cùng. Uổng công quý tử làm. Hiểu chưa nè? Được chưa? Phải ha? Chúng ta đi qua tiếp của phần thứ hai. Cái này mới là phần đầu thôi đó. Chưa? Phần thứ hai là phần sắc pháp. Chưa? Phần thứ hai, cái phần sắc phần sắc pháp á, thì quý tử sẽ thấy khi ta nói tới sắc pháp này thì nó sẽ như thế nào. Khi ta nói tới sắc pháp này đó, sắc pháp đến của ta hay là sắc nghiệp chúng ta đang có, ta nói tới sắc pháp. Bất cứ một cái sắc pháp nào để đến với ta, nó có bốn cái nguyên nhân, nó có bốn cái nguyên nhân mà chúng ta cần phải biết. Sắc thứ nhất đó là đến với ta, đó là một loại sắc nghiệp. Cái sắc pháp thứ hai mà đến với ta, đó là tâm nghiệp, tâm pháp chúng ta có. Thứ ba, nó là gì? Vật thực nó đến với ta. Thứ tư, nó là gì? Quý tiết hay là thời tiết hay là nhiệt độ. Rồi, như vậy thì khi ta ngồi thiền á, sắc pháp này nó cũng có. Trong đời sống hàng ngày, sắc pháp này cũng có. Quý tử nghe kẹp ha. Rồi, khi trong đời sống hàng ngày, quý tử thấy sắc pháp nào đến với tử thường xuyên? Nè, quý tử phải biết cái nào là cái mạnh, cái nào là cái yếu, cái nào là có nhiều, cái nào là có ít. Chúng ta phải biết nè. Đời sống hàng ngày, sắc pháp này nó chia làm bốn, mà nó luôn đến với ta trong từng mỗi sắc na, từng mỗi thời gian. Sắc nào nó đánh tới nhiều, cái nào tới ít. Sắc gọi là nghiệp. Sắc gọi là nghiệp là những cái gì có thể thành kinh. Sắc gọi là nghiệp là những cái gì có thể thành kinh. Ví dụ như cái nhãn hệ thành kinh là gì? Nhãn tôi nghe, nhãn nhãn tôi thấy ánh sắc. Nhĩ tôi nghe âm thanh. Tỷ tôi nghe mùi hơi. Thiệp tôi nghe mùi vị. Thân tôi cảm xúc. Đó là sắc nghiệp. Thế nên là tôi nghe kẹp ra. Cái thứ hai, thế là gọi là sắc tâm. Sắc tâm là những cái gì tâm ta bị chi phối, tham sân si làm con người chúng ta bị thay đổi, sắc pháp này bị thay đổi, đó là sắc, sắc tâm. Sắc thứ ba, sắc vật thực, ăn no quá người ta dinh dưỡng đầy đủ, ăn yếu quá thì người ta thiếu thốn về lợi dưỡng, người ta mệt mỏi, cái đó gọi là sắc vật thực. Sắc quý tiết, lạnh quá người ta bị chi phối, nóng quá người ta khó chịu, đúng không? Đó là sắc quý tiết. Thì trong đời sống hàng ngày quý tử phải bị chi phối cái nào nhiều nhất, quý tử phải biết. Phải biết, chứ không phải quý tử không có để biết đó đó. Thì tiếng thì quý tử niệm danh và sắc. Niệm danh và sắc, cái gì cũng không biết hết. Thế thì cái nào là sắc, cái nào là danh, quý tử không nắm. Mà sắc nào là mạnh, sắc nào yếu, sắc nào là có, sắc nào không có. Sắc nào hiện hữu tác động, sắc nào chưa hiện hữu tác động. Không có ai nói hết, không có ai phải biết được. Thế thì quý tử niệm danh sắc cái gì? Quý tử hiểu sẽ nói không? Thế thì bây giờ hôm nay ta bộ sẽ cả gà. Chúng ta ngồi xuống, ta bắt đầu thực hiện. Thì quý tử nói cho sư nghe bốn loại sắc này quý tử sợ sắc nào, hay là quý tử có sắc nào nhiều, sắc nào sắc này ít, cho sư nghe nè. Quý tử đang nói nhanh lắm nè, quý tử nói nhanh không nè, quý tử lúc đầu để đổ xuống sắc là thật, chứ nó tốt hơn nhất là chia làm bốn he đi, nghiệp nhiều nhất là đổ từ nghiệp hết. Không nghiệp đến nhiều nhất, sợ tâm nhất. Sợ tâm nhất, nghiệp tới nhiều nhất là sợ tâm nhất. Nghiệp tới không biết, chạy đủ hết trên đây rồi. Tâm bị chi phối, nếu nghiệp đến mà tâm không bị chi phối thì ta không sợ. Nhưng mà nếu mà tâm bị chi phối thì ta sợ. Đâu, thấy chưa? Cái sắc nào quý tử niệm gì sắc á, danh và sắc, quý tử phải nói được sắc. Nhưng mà tôi không nắm được sắc pháp á, quý tử lầm lạc cái sắc pháp này. Chứ không có nói một đơn thuần nữa được đó. Khi đứng quay nghi, muốn quay nghi đi đứng đồng ngồi là sắp pháp hiện bài. Sắp pháp quay nghi hiện bài đúng, đi đứng đồng ngồi của tự đó, sắc gì nó dẫn cho tự có muốn quay nghi này. Sí, cái tự phải biết. Bạn nè, rồi trong khi với tự ngồi xuống, sắp pháp nào làm cho tự ngồi xuống. Sắp pháp nào làm cho tự thay đổi gương mặt. Sắp pháp nào làm cho tự mệt mỏi. Sắp pháp nào làm cho tự no, no đầy, no đầy, đầy đủ. Cái tự phải biết. Làm cho sắp pháp nào tự mệt, đau nhất. Sắp pháp nào làm cho tự thoải mái.
sáng tám nào cũng tưởng nằm lâu cũng mỏi, và đi đứng cũng mỏi, ngồi yên cũng mỏi, cái gì cũng mỏi hết, thì sắc nào gì vậy? Cái này nó chỉ có sáng tám này, quý tử mãi đi. Quý tử có thể ngồi lâu một ngày 24 tiếng được không? Không được. Quý tử có thể đi suốt một ngày 24 tiếng được không? Không được. Quý tử có thể nằm một ngày 24 tiếng được không? Cũng không được. Ồ, sắc nào gì kỳ vậy? Cái gì làm chúng ta không được cái những sắc tám đó? Có những người ta mệt mỏi, người ta muốn nằm nghỉ. Mà nằm nghỉ lâu cũng mấy mệt mỏi được. Và tôi muốn đứng lên, tôi đứng lên cũng lâu, cũng mệt mỏi với đường. Tôi muốn đi, tôi đi lâu cũng mệt mỏi với đường. Tôi muốn ngồi xuống lại, tôi ngồi xuống lâu cũng mệt mỏi với đường. Chắc hết nào gì vậy? Thì những cái đó, những sự mệt mỏi đó, nó là cái nghĩa gì? Và nó nằm trong loại sắc nào thì ta phải niệm ra. Ta phải ra được cái vấn đề của nó. Thế thì ở đây cứ tự sợ cái nào nhất trong bốn sắc này, hay là cứ tự nghĩ cái nào nên nhiều nhất trong bốn cái này? Sắc tâm. Yên vô nè. Tại vì nói ra không thấy trả lời cái yên vô đó. Lớp này hay nhất à. Không có lớp nào bằng lớp này nha. Cứ tự thấy không? Chưa đi nhiều lớp, chưa thấy cái lớp nào bằng lớp này hả? Học sinh đấy hả? Đang học sinh lý mà. Đang học sinh lý cho đời, học sinh thế đâu. Dạ, chúng ta nói cho sư nghe, cái sắc nào có tự thường hay hiện bài nhất, bảo có tự biết được trước nhất. Sắc tâm mà. Sắc nghiệp. Đây kìa. Không, không nói cái giặc thật, không nói quý tiết à. Ăn nhiều, tự nhiên giặc thật ăn nhiều à. Ăn nhiều biết rồi. Còn quý tiết. Được chưa? Rồi, quý vị tự nhớ ha. Trong cái bốn cái sắc này xin trình bày với tôi nghe. Tứ nhân sanh tâm, phải không nào? Tứ nhân sanh tâm. Bốn nhân nhân sanh ra tâm. Tứ nhân sanh tâm, đúng không? Nghiệp quá khứ là một. Nghiệp quá khứ nó sanh ra tâm hôm nay ta có là tâm quả. Thứ hai, ta có tâm sở là những thành phần phụ thuộc của tâm. Thứ ba, nó là cảnh. Nó đến như thế nào chúng ta bị chi phối nó đó. Và thần kinh hay là vật nó làm cho tâm sanh ra bốn nhân sanh tâm, thì quá khứ tâm sở cảnh và thần kinh tứ nhân sanh tâm, bốn yếu tố làm cho tâm mình có mặt hay là sanh khởi. Và chi thì cái gì thì ở trong cái tâm nó có cái gì? Nghiệp quá và thứ, đúng không ạ? Trong tâm là có nghiệp quá thứ, do đó sắc mà chi phối cho nhiều nhất đó, sắc pháp chi phối cho nhiều nhất là gì? Rất nghiệp. Thế ta nghe kèm không? Tâm cái tử thì duyên theo lần đấy nghiệp, đúng không nè? Và từ đó tôi nghĩ tới hai phần hợp yếu tố bên ngoài, và thật và quý biết tiếp khi mà tôi buồn tôi còn màng tới thời tiết lạnh nóng không, chứ tôi vui á tôi còn nghĩ tới thời tiết không nè, nhưng mà tôi buồn rồi đó tôi không còn nghĩ tới nữa, chết chết một tiếng tôi lạnh nóng gì nữa, chết rồi chứ sao ai cũng chết mà. Tôi nghe kèm hấp, người đó không tiếp không nè. Và khi tôi còn buồn, tôi còn đi ăn uống gì nữa không? Chết rồi. Ăn gì nữa? Nút vô mà. Bánh uống trời không ăn được. Mình đã nghe kèm hấp. Bánh sữa khe mà ngó lên ngẩn ra, không giật được. Thì nó đau buồn. Tôi nghe kèm hấp. Nhưng mà vui đó, một bánh không đủ. Cái bạn gì vui lên cái một bánh không đủ. Tại sao? Ai cho ít gì? Ấy là ăn nhiều tròn cái à, tròn hai cái. Cái đó là cái tâm lý của Phật nè. Nghe thế thì cũng có thể trả lại. Thế thì khi cái sắc pháp vô tử nó duyên theo bởi cái gì? Hả? Và yếu tố tình lấy nên nghiệp. Rồi bây giờ chúng ta nói tiếp nè. Rồi, quý tử sinh ra gặp một sao xấu. Quý tử sinh ra gặp một sao xấu, cái tâm tử còn bình tĩnh được không? Hả? Quý tử sinh ra mình gặp một sao xấu rồi đó, tâm tử còn giữ được bình tĩnh này không? Chứ tôi đi ra đường, tôi đi chỗ này đó. Rồi đi tôi đi chỗ này đó. Ai cũng nhìn tôi hết đó. Tôi có thấy tôi tâm của tôi bình tĩnh không? Khó lắm. Mà đi vô tôi mà gặp đó tâm cho lên thì thật khùng á. Tôi sẽ đi suốt đời mà cảm nữa. Chúng ta thấy không nè. Vậy đó, do đó cái nghiệp đó là chúng tôi tác động nhiều lắm. Cái tâm lý của tôi nhiều lắm. Thẳng nè. Sinh ra mà diện mạo xấu, thân thể xấu, hình tướng xấu, cảnh vật xấu á, cái gì mình cũng bị mặc cảm hết á,
tâm mình khó giữ lắm anh à. Như vậy thì nghiệp chiếm hóa tâm mình nhiều hơn là tâm mình quyết định được cho chính mình bảo nè. Đúng không nè? Đúng không? Phải chưa nè? Sinh ra một cảnh khổ đến cho mình rồi, xấu xí tật nguyền, nghèo khổ, phải nè? Rồi là khuyết tật, ốm đau, gia đình khó khăn, nghèo khổ, không có được niềm một cơm ai được cũng nhiều, thì cuộc đời nó tâm mình không có được an vui à? Trời ơi, mấy kia ai cũng hạnh phúc, không còn khổ nhất trong đời này nè. Phải không? Rồi cái tâm mình đâu có được ăn chứ đó. Tại vì mình lúc nào lo cho so sánh, mình quên coi là cái tâm mình. Mình phải nhìn là cái tâm mình có tới sao vậy? Để cảnh nó chịu khó như kìa. Nó, mà cảnh đó là gì? Cảnh là của mình hay của họ? Cảnh này của họ hay của mình? Cảnh hàng xóm. Đã, đó là quả. Cái đó mới tự thấy không nè. Vậy tự thấy kịp không? Tất cả do nơi con của mình là tất cả từ nơi cái tâm. Tâm mình, nghiệp nó có đi nữa, mà mình giữ được cái tâm hôm nay, nghiệp và quá khứ, mà ta giữ được cái hiện tại là tâm đó, là ta đạo quả đó. Ta đạo quả đó. Có vật thật hay không vật thật đó, ha, ha, nha, có vật thật hay không vật thật đó, mới chết một tiếp đó. Hiện tại ta giữ được cái tâm đạo quả đó, được chưa? Rồi nha, hiểu được chưa? Ta nghĩ cho làm 5 phút đi, cho có máy không bị hư. Ba nữa đó là nghiệp quá khứ đó, cái đó báo cho mình biết. Là cái chất mà cái hàng như tiên ngọc cảnh thương nghiệp đó báo cho mình biết cái chất mà thương nghiệp có cái gì sư. Rồi cái thứ tư đó là chương chiên nó nhắc cho mình biết. Sự nghe chất mờ. Rồi thứ năm á là cái kiến thức cùng sáng của mình ban ngày á, nó trạng lại cho mình tối, nó là bắt làm trực tiếp. Đó mình mới thấy rằng là cái tâm mình nó không có ngừng bỏ đối tượng ngay cả giờ giấc ngủ nó vẫn hoạt động. Mình thấy rõ cái chỗ đó đó, sáng mình như đứa trẻ nó sáng nó giỡn nó, cái tối nó chợ lại nó khóc là cái trong giấc ngủ đó là nó sáng chưa quá nhiều, nó bị chặn lại cái đó là một cái nữa là cái sự tác động của tâm lý của mình. Nhưng mà nếu mình uống nhiều là thuốc nó kích thích hay là nó hoạt động cái thuốc tâm lên đó là thành phố của chúng mình. Nó có 12 cái nguyên nhân cho chúng mình. Và cái lộ trình tâm nó bị y như là sinh hoạt hàng ngày của mình đó. Chúng mình bắt đầu bằng đèn. Đó là chuyện vậy đó. Nên nó rõ đó. Khi mà cái tưởng tâm được ra đó, 12 nguyên nhân sinh ra đó cho lộ trình tâm nó thảo sự thành phố đó. Chứ ta đưa thân ra rồi, chứ ta đưa bài rồi. Định ra đó, tôi sẽ thấy nó rõ rồi đó. Sư không có khi nào sẽ nằm mơ. Ngày sau, sư luôn luôn là điều các anh sư là không có như có bị dao động, nhưng mà sư có một cái điều là sư làm nhiều con tem thì như nói chuyện như cái người mà cái ban đó cái người làm một cái ban đang nghe sư nói chuyện. Nhưng cái bữa đó sư nói chuyện mà gần thầm gì những kia người ta hỏi sư ban chắc sống của ban đó thì trả lời sư trả lời chính xác rõ ràng. Người ta nằm cái bên nghe sư đang nói tập gì trên kia. Chứ thật ra là sư làm gì không có đâu, không mầm mơ.
xứ là mình. Như có người ta hỏi thì trả lời. Thì cái đó thì sẽ có, chứ không cái nào thì không. Tại vì sao? Khi mà sô vô trong cái chánh niệm, khi đi ngủ á, trước khi đi ngủ á, phải có chánh niệm. Nên cái bài mà tỉnh giác này nè, là quý vị phải thêm đổ tất cả mấy cái môn của mình. Phải không nè? Thay đổi từng mỗi động tác, cử động, chuyển động tới khi mà tới đường cũng phải thay đổi mình động xuống là đi về giấc ngủ cũng phải thay đổi từng hồng lên thập sập xuống cái bụng nó phải đi. Thì cái đó đó tự thấy rõ cái tâm mình nó làm sao mà nó càng chắc mơ. Mơ là chúng ta thất niệm rồi, mất cơ hội rồi, không nắm được cái chiếu của bước về giấc ngủ rồi. Ngày nào tưởng mình không theo dõi cái giấc ngủ mình trước khi vô giấc ngủ mình không theo dõi đó, ngày đó có thể bị mơ cái nằm không thì mình thấy rõ là thôi nằm vô đi nè. Cái tưởng ngày kia hả, cái tưởng ra khai khỏi cái phòng này nè cũng nên không có trách nhiệm đó thì chút xíu có thể nói cho không biết mình có để quên cái đồ gì cái này à, cái là đang mơ, đang mơ, đang mơ cái đang lái xe thế đó, tôi thấy rõ rồi. Là cái người mà nằm mơ là lúc đó mình không có kiểm soát cái tâm mình ngay cái bước trước khi vô trong ngủ, tâm mình bắt đầu mình chạy theo chạy tiếp nữa, chúng ta lái xe mà cái tôi quên cái gì mà để đây tôi mới nhớ cái tâm mình chạy ra đây rồi, người ta đang mơ đang lái xe đang mơ đang mộng đang nghĩ tưởng lại cái đó nó dễ thành ra lắm. Mà cuộc đời chúng ta mà như vậy đó là cái tâm ta dễ bị lôi cuốn theo cảnh. Như sư đó, sư không có dọn bài, sư không có soạn bài, sư đến với quân tử là sư tới cái tinh thần là gì, nó pháp rồi, giờ sư nhìn cái lớp học của ta, sư nói ra pháp mà, chứ sư không có ngừng lại, dạ, yeah. Sư là gì, quân tử nghe kèm không? Nên nó khi kêu quân tử nói, sư đang nói đó, quân tử có những câu hỏi thắc mắc sư đó, cắt ngang lên sư nói chuyện, cái sư trả lời quân tử xong. Thì trở lại cái chủ đề đó không có mặt là vì cái pháp cái danh nằm ở đó và cái đề tài đó sư vẫn còn đang ở cái trong tâm tính sư là gì, sư muốn triển khai hôm nay tới lớp học này như vậy đó, tôi nghe kèm không, không cái nào sư bỏ, không cái đường bị làm, mà cho dù cái tự dắt sư đi ra tú cái xa mà biển khơi là bay vô bờ lại đó, có mấy lần sư nói chân dắt đi xa quá cho vô lại đi đó, đó là vậy đó, tôi nghe trong tỉa bằng sẽ có nói đó là như vậy đó. Thì khi mà quý tử sẽ thấy nó đó là cái trạng thái mình giữ cái tâm thì được đó, thì quý tử vô ngồi thiền á thì giữ mới được cái vai trò giữ được cái tâm mình, và cái vai trò giữ được cái tâm của mình đó quý tử sẽ thấy nó có hai cái giai đoạn quý tử thấy rõ ràng lắm mà quý tử bỏ qua và không nắm bắt được cái đó, cơ hội mất cơ hội. Quý tử nghe kịp ha, mất cơ hội là thế nào, gọi là mất cơ hội là gì nè, khi tôi vô ngồi đầu tiên á là tôi thấy cái kiến thức của mình lên, và sau cái kiến thức mình lên á là cái tướng pháp này mà đang cho tôi có cái trí tuệ mà tôi nắm bắt, tôi không có qua cái trí tuệ, tôi ở trong cái trí thức, ở trong cái kiến thức, trong cái kinh nghiệm mình, tôi ngồi thấy như vậy, thấy như thị, thấy như vậy, nên nghe kèm ha. Do đó đó sư lại này ra công một lần thứ hai, sư lại ra công lần thứ hai, chúng tôi tưởng là gì, dắt tôi qua kiến thức mình bỏ qua cái mình trí tuệ. Cái tự bắt đầu với ba trí tuệ, cái tự bắt bơi cho cái trí tuệ nè. Và cái khi mà quý tự qua cái trí tuệ này đó, quý tự thấy cái trí tuệ nó lên, thấy và bắt đầu bỏ kiến thức rồi, bỏ cái sự hiện biết của mình rồi, sự học hỏi mình biết rồi, nó bỏ rằng nó đi tới y như gì rồi đó, tự cắt bỏ rồi, bây giờ lấy cái trí tuệ nó lên đó, nó không phải đến như ta với người kia, hay là quý tự so giữa sư với một tự, nó khác nữa. Thì cái gì đó là cái duyên và cái nghiệp, quý tự có cái duyên như vậy. Nó hưởng được cái trí tuệ đó, cái nghiệp của tự có cái phần của tự nữa, kết quả do nó chi phối cái nghiệp của tự thấy rõ sâu dày mỏng hay là nhiều ít, cái trí tuệ nó lên thành ra nữa. Do đó của tự đừng có lấy cái kiến thức này trở lại, mình đã qua cái giai đoạn của trí tuệ rồi, là mình cứ đi tiếp nữa đi, thì nó sẽ lên theo cái trạng thái của nó trình bày cho như thật. Còn cái tự trở lại kiến thức nữa, sao có sự nhiều hơn mình à? Sao sư nhanh hơn mình à? Sao mình chậm hơn người sư ha? Cái đó tôi trở lại gì? Thì kiến thức trở lại. Đã dắt con bên đây rồi thì tiếp tục là đi tiếp, đừng có ngừng. Từ cái trở lại cái kiến thức mà mình đã so sánh rồi tìm hiểu. Hiểu chưa? Hiểu à? Để cho nắm bắt được như vậy đó. Như vậy thì khi chúng ta trở lại, khi chúng ta nhìn cái sắc pháp này, là quý vị sẽ thấy cái sắc pháp này, quý vị thấy đấy nè.
cái nghiệp nào chúng ta đã có nó thuộc là quá khứ rồi. Còn nếu như bây giờ mà quý tử không có chịu nhìn lại cái tâm mình á, là hiện tại theo dõi cái tâm, kiểm soát cái tâm và điều ngự cái tâm mình á, thì quý tử đang bị cái nghiệp cái chi phối không nè, phải không? Cái điều bị chi phối buồn nè, phải không nè? Buồn cho tới nó đâu, nghiệp nó đến cho tâm mình bị buồn. Tại sao tâm mình phải đi buồn? Là mình không có điều ngự được cái tâm mình, cho nên tâm mình bị chi phối tới cảnh, cảnh làm cho mình buồn, cảnh là cảnh quá khứ, cảnh là cảnh kết quả. Quý tử nghe kịp không? Thế thì ngay khi quý tử đang buồn đó đó, quý tử tạo cái nghiệp mới là đó, tâm sân. Buồn là tâm sân. Quý tử đang tạo cái nghiệp mới là gì? Một cái tâm sân. Trong cái sắc pháp này, quý tử đang tạo ra một sắc nghiệp mới nữa. Cái tâm sân nó lên đó, thì cái nghiệp của mình là gì? Nghiệp xấu. Thì lúc đó quý tử sẽ có một cái sắc nghiệp tới là gì? Một sắc nghiệp bất thiện, một sắc nghiệp xấu. Hiểu chưa nào? Rồi, đối khoa học. Khi tâm của sự sân lên, nó tạo ra một cái nghiệp nữa là nghiệp sân, đó là nghiệp xấu. Thì cái vật thực của tôi ăn đó, nó được tiêu hóa không? Không có tiêu hóa. Vật thực nó bị tồn đọng lại, thì nghiệp sân nó lên đó, nó không có làm digest được cái vật thực này. Tâm của tôi bị một hỗn khúc, sắc thân này nó trì trệ. Tại không có tiêu hóa nên cái sắc thân này nó trì trệ lại trong cái vật thực này nặng nề. Còn cái người mà cái tâm nó vui vẻ đó, cái digest được vật thực đó, cái người nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Cái nghiệp nó làm cho việc thật này, cái tâm làm việc thật này bị chi phối. Và cái quý tiếp làm như sao? Làm cái người bất mắt bất lãng lên. Cái người mà không có tiêu hóa việc thật, cái người nó không có được ấm. Cái người bất lãng lên nè. Thấy nó hung, nó sợ, hồi hộp, lo. Cái quý tiếp nó đến với tình nào. Thế mới tạo cái mấy cái trường hợp chi phối mà không có khoa học. Không có khoa học, đừng nói trong Phật Pháp nữa. Thì làm sao tự an vui được con đường tu tập với tự cả hai được sự an lạc. Niết bàn không có tại nơi đó mà. Thấy chưa nào? Thế thì tại sao ta phải bị chi phối bởi sắc pháp này? Khi tâm ta là người đang giữ, mà chúng ta để cái tâm nó lo cuốn về cái sắc pháp này, sắc pháp dẫn ta đi như vậy, thì có gì để chúng ta còn giữ được cái gì nữa đó? Cái của có của ta đã mất rồi. Đừng nghe kịp nào. Thế đừng nghe kịp nào. Sư đã từng nói, người mẹ mà có đứa con trai á, mà mình giận đứa con trai mình từ nó ra đó, thì mình mắc cái chứ đâu có cái lợi gì đâu. Làm sao mình giữ được nó mà không mắc, mà làm sao nó ở lại với mình, mình không đi người khác. Cái đó là mình làm cái nghiệp. Thì cái tâm mình cũng vậy đó. Giữ cái tâm mình cũng như là một nghệ thuật cái đó. Làm sao cái tâm mình đừng có mắc để chạy theo cảnh, mà chính cái đó mình giữ rồi đó là mình mới dùng được nó. Còn để cho nó mắc rồi, mình từ bỏ nó hay là mình mắc rồi đó, thì mình còn cái gì đâu nữa, rồi mình còn mình dùng. Mình có một đứa một à, mình có một cái tâm một à, mà cái tâm mình để mắc luôn rồi, coi như mắc hết cả. Thế tôi nghe kiểu ha. Vậy thì khi người ta nói tới cái sắc pháp, sắc siêu lý, chúng ta coi tới bốn cái pháp này. Bốn pháp này là chúng ta chỉ giữ được cái hiện tại là cái sắc tâm mà thôi. Tâm tạo cái sắc pháp, sắc tâm hiện tại. Tâm tạo cái sắc pháp, sắc tâm hiện tại. Nghiệp tạo cái sắc, nghiệp sắc đó là nghiệp quá khứ. Sắc nghiệp đó là sắc nghiệp quá khứ. Quý tử nghe kịp ha? Quý tử nghe kịp ha? Tâm tạo cái sắc, sắc tâm là sắc tâm hiện tại. Nghiệp tạo cái sắc, sắc nghiệp đó là sắc nghiệp quá khứ. Quý tử nghe kịp ha? Như thế thì Khi mà cái tâm thân thức của ta, tôi nghe kịp nè. Khi cái tâm thân thức của ta á, thân thức của ta á, mà đón nhận một cái nhất, đúng không? Khi ta tâm thức ta đón nhận cái nhất, nó qua một cái lộ trình tâm như thế nào, chúng ta phải theo nó, chúng ta mới biết được nó. Rồi, khi tâm cái ta theo cái lộ trình tâm, chúng ta mới thấy được nó đó, thì lúc đó ta mới giải quyết được nó như thế nào của ta. Rồi, theo lộ trình tâm á, là cái tâm khai ngũ môn. Tâm khai ngũ môn là cái này nó mở cửa giác quan ra, nó mở năm cửa. Nó mở năm cửa. Nhãn nè, nhĩ nè, tỷ nè, thiệt nè, thân. Thì tâm khai ngũ môn nó mở cửa ra xong á, thì cái lúc đó cái tâm thân thức của mình lên, đúng không? Tâm thân thức mình lên. Tâm thân thức mình lên. Tâm thân thức mình lên nó bắt cái cảnh gì? Cảnh nhất. Cảnh nhất. Đó là một cảnh gì? Xúc của thân. Đúng không nè? Đó, là cầm tâm thân thức nó, cảnh nhất là cảnh xúc của sân.
khi mà bắt được cảnh nhất của sang thân đó thì nó đâu có đứng ở đó đâu, nó mới đưa qua cái tâm về là tiếp thâu, đem cái tiếp thâu, tâm tiếp thâu nó đem vô, đem cái nhất này đem vô, cái cảnh nhất nó đem vô, đó nè, cảnh nhất nó đem vô, khi mà tâm thức của mình rồi tiếp thâu xong đó rồi tới bước cái đầu gì tâm bắt đầu là xem co cái nhất bên ra sao là tâm thẳng tấn. Rồi cái tâm thứ năm là cái tâm quyết định á, đón định á, là nhất quá nhất không không đáng nhất. Cái thứ sáu là gì, tâm động lực, là cái tâm này đó là thọ hưởng cảnh, cái này tâm thọ hưởng cảnh. Thì khi lúc đó cái tâm động lực này nó thọ hưởng cảnh này đó, thì quý tử sẽ thấy những cái giai đoạn từ cái nhất này đang có, từ cái nhất này đang có mà quý tử đang có cái này đó, nó xuống cái tâm mà động lực để biết được cái cảnh này là cảnh nhất đó, nó còn là cuộc hiện tại hay quá khứ? Hả? Nó quá khứ, nó qua mấy sắc na tâm? Bốn sắc na tâm. Quý tử nghe kịp ha? Nó qua bốn sắc na tâm, vậy thì nó thuộc là quá khứ. Như thì ngay khi cái tâm động lực này là cái tâm ý thức cái này lên à, cái tâm ý thức này nó lên, cái tâm ý thức này lên à, đó nó biết nhất này, nó trải qua bốn cái sắc na tâm, đúng không kịp đây? Mà khi mà cái tâm ý thức mà nó biết được cái nhất này đó, thì cái tâm động lực này nó bắt mắt từ cái hơi thở, nó bắt cái hơi thở. Tại cái nãy mình nói cái ý thức này là cái niệm hơi thở mà, thì nghe kịp không? Cái niệm hơi thở nè, mà bây giờ cái hơi thở này nó đi, mà cái nhất này nó vô, cái nhất này nó vô, thì cũng đang bị gì? Thất niệm. Người ta giao với được một món đồ, hiểu nè, giữ giùm sư cái bịch này, phải nè, sư giao với tử nè, sư có cái bịch này với tử mang về giữ sư, chúng ta sư hỏi lại cái bịch nó đâu rồi, bỏ lại cho giỏ đường rồi. Thì cứ tưởng là có cái chàng ấy nhớ hay là quên thất niệm mà chúng như vậy, khi cứ tưởng ngồi xuống sư giao tự ra cái hơi thở, thì cứ tưởng niệm hơi thở, những cái gì nó đến nó tự đó là nó lôi nó tự ra, nó kéo nó tự ra, nó dụ nó tự ra, nó dẫn nó tự ra, rồi tự đi theo nó đó, thì cứ tưởng mắc đi cái dự của mình đang có là hơi thở. Cái tự nghe kịp không? Hiểu không? Rồi có tự đi ra không hay có tự ở lại? Có tự đi ra hay có tự ở lại? Người đi ra không? Thấy ra chưa? Thấy ra chưa? Mà có tự đi ra như vậy đó thì cái này là cái gì mình đang hiện tại này đó, đúng không? Thì mới tự chạy lại lấy cái gì của cái quá khứ, mà cái quá khứ là quý tử không có, quý tử lặp lại mà thôi. Cũng như quý tử khi mà quý tử qua cái cảnh thiền rồi đó, quý tử qua cái cảnh thiền quý tử thấy nhất rồi đó, quý tử lại nói cho sư đó cái nhất nó còn không? Không, quý tử kể lại cho sư nghe thôi. Mình khó trình pháp luôn. Kể là cho sư nghe thôi, chứ nó còn đó đâu. Còn là lúc của tôi đang ngồi á, sẽ đọc được, sẽ thấy được cái lúc đó là cái tôi đang còn. Còn cái tử ngưng rồi, xả thiền rồi, cái tử lại nó chết chưa, còn đau quá, đau đâu. Cái tử hiểu không? Không cứ kể lại qua nè. Kể lại không à? Hả? Trình hát trình hạt ra. Vì đó đó, quý cô tử có nghe cô hai bài cô nói không? Hả? Cô hai bài nói chứ. Cô lúc đầu có tiên mà, đầu tiên mà cô vô ngồi thiền á, cái có bị thiền sư hỏi chứ, có thấy gì không? Cô nó nhìn tới vô cô thấy gì chứ nè. Có thấy gì không? Cô có nhìn tới vô thấy nó có cuộc, mà mở mắt ra để chút xíu lên ông thầy hỏi nó, có thấy không? Không nó cũng cán đừng mở mắt ra. Chúng nó lên ngồi, trong này hỏi. Thấy không? Thấy bẩn nó bầu à. Cái nhỏ có cắt gì đâu hết. Chỉ còn thấy một tí nó bầu quả thôi. Đó là sự 100%.
giá đóng cái tử còn phải. Mà thấy vậy họ có thấy không? Thì mình cái tử có thấy là thấy cái đó đó. Nhưng mà cái tử đem câu chuyện đó, cái tử kể là sư đó, là cái chuyện đó không có thấy. Hiểu không? Yeah. Mà con người chúng ta sống ở trong cái gì? Quá khứ. Mà niết bàn là gì? Hiện tại. Niết bàn là hiện tại, chính ngày đó chấm dứt khổ đau, không còn sinh tử là gì đó. Tại vì quý tử xem nè, cái đau nhất quý tử làm gì? Quý tử tái sanh lại cái đó, quý tử mới kể lại cho sư, nó đã chết rồi. Hiểu không? Mà người mình sinh ra đó thì mình phải cung mang nó, con của mình mà. Giữ nó luôn. Hiểu không? Còn nếu không phải là con của mình, nó đã mất rồi thì con không giữ nó chi nữa. Mà cái giữ hoài. Xưa thì nó đều đau chứ không thể tả được xưa. Không thể tả mà cũng kể cả. Hiểu không? Hiểu không? Giữ cái tự còn kìa gì còn lý do để trình pháp không? Còn phải là kỳ. Kỳ hay là tại mình cột. Kỳ không chú tắm nữa, chú giải cho bà cả đó. Quý tử thấy không? Nó là như sự vậy đó. Quý tử học trong lộ trình tâm á, quý tử sẽ thấy nè. Cái này anh mở cửa nè, anh gắt gian nè, anh mở cửa nè. Để cho cái tâm thức mình thâu cảnh nhất mà vô nè. Cảnh cảnh nhất là đóng lưng đó. Có anh tích thâu đem vô. Giống như là cái người mở cửa xong đó thì có cái anh mở cửa vô đó thì cái người giống như cái phòng mạch bác sĩ ha, cái tỷ hình dung là phòng bác sĩ nè, thì khi mà cái anh cái người bệnh nhân đi tới cái phòng mạch bác sĩ đó thì phải gặp anh mở cửa, anh mở cửa cho mà bệnh nhân vô thì gặp cái bệnh nhân đi vô nó gặp được cái gì, người thư ký bắt đầu ghi tên là thủ tục xong xuôi đó, cái người thư ký nó sắp đặt là anh đi khám mắt, khám lỗ tai, khám lỗ mũi hay là gì đó, thì anh em mới bắt đầu rồi quyết định là gì, đi gặp bác sĩ. Bác sĩ ngồi giải quyết cái gì? Giải quyết bệnh cũ không mà. Chứ cái bác sĩ đâu có giải quyết bệnh mới đâu. Dù kể bệnh cũ không. Hôm qua ngủ không được, ăn không được. Hôm nào uống nước không được, sống không được luôn ngày hôm qua đó. Nhưng được kể. Tháng nào bác sĩ nói ủa, uống được sao còn đây, uống không được sao còn đây, nó sống không được sao còn đây. Tại vì sao mình sống cho lại, mình kể lại cho người qua đã chết rồi. Thế không, mình sống và chết. Nên Đức Phật nói mình đừng có nói là một kiếp mình sanh tử, mình sanh tử liên tục trong từng mỗi câu chuyện, mình sanh đi tử lại mà từng mỗi câu chuyện. Cái đâu có cần mà nó một kiếp đâu. Một ngày của tử sanh tử bao nhiêu lần rồi? Hai vợ chồng ở Việt Nam, chồng làm bác sĩ, vợ là y tá, hai người làm hai bệnh viện khác nhau và hai phòng hai phân ban khác nhau, hai phân khoa khác nhau. Chồng là bác sĩ về nhi, còn cô thì là bác sĩ về tai mũi họng, y tá về tai mũi họng. Chiều đi về khỏe hết chuyện ra nha. Cái bà y tá đó, bà dạy về kể hết ra. Cái ông chồng nói chứ bây giờ em kể xong chưa? Dạ xong rồi, tới tới anh kể. Thế ông thôi, dành cho kể nó hết đó thì chết rồi. Nên nó cái cô đó có không hiểu cái ý ông nói chứ. Cái mật ốc của ổng có bao nhiêu ốc à? Ổng có chứa bao nhiêu hả? Chứa là một ngày quá chứa trong bệnh viện bao nhiêu bệnh rồi, bao nhiêu cái case rồi. Mà bây giờ về mà nghe bà này kể nữa đó, bà y tá bà dụng vô nữa đó, cái đầu ổng chết. Dọn hết chút ra, chút vào là cho áp hả? Thế mà không? Nó nói như vậy thôi. Thẩm tấn là xét soi, quan sát xét soi. Nhưng mà tự thấy không? Một ngày ông thiền sư đó, ông không biết bao nhiêu chuyện bảo rồi. Ủa tôi đem ra chút rộng đó. Mà thấy không? Nên nước mắt được cái sĩ thì mình ra nhiều tập không? Quý tử nghe kèm không? Nó dễ dàng như vậy đó. Tại vì mình cứ lặp lại
cái cảnh đó rồi là quý tử đang sanh và tử, tử và sanh, quý tử chết đằng kia, quý tử đem kể ra cho sư nghe, quý tử sống lại. Hồi sinh rồi cái sư bắt đầu nghe quý tử sư chết ở tại đây, sư về tới chùa sư sống lại đây. Cái khổ sư vậy đó. Nên bây giờ quý tử phải cắt cái câu lại, đừng để máu lại chàng này khóe mắt và đừng nói câu đó nữa. Ngàn đau thương sinh ổ hết về quý tử đi. Mình phải cắt đứt liền cái quýt xanh xanh tự tử miếng mình chết. Nghe kẹp hả? Dạ. Yeah. Mình lặp đi lặp lại mình không hay. Quý tử nghe kẹp không? Chính cái chỗ đó mới quý tử sao đây? Cái máy chụp hình á, cái máy chụp hình như là cái tâm giác quan của mình đó, nhãn nhĩ tỷ thiệt tăng đó, cái máy chụp hình là vậy đó, nó không có một cái cảm xúc gì hết á, quý tử cứ bấm nó thu hành cho thôi à. Nhưng lần sau cái hình đó quý tử bấm á, quý tử mới nói là cái hình này nó đẹp thì cái cảm xúc nó lên, cái hình này nó xấu cảm xúc quý tử lên, cái hình này quý tử thích thì cảm xúc quý tử lên, cái hình này quý tử không thích cảm xúc quý tử lên. Chứ thực ra cái máy chụp hình nó bấm thôi. Quý tử nghe kịp không? Cũng như vậy, tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức là cái thâu hình vô, thâu cảnh vô. Nhưng mình sao á, là tiếp thâu cảnh tánh, nó làm trong tự tóm nhận ra cảnh đó. Quý tử mới thấy là đẹp, xấu, ưa, không ưa, là cái sàn sao đó đó. Nên Đức Phật cái nói khi những giác quan mà mình không có giữ nó được đó, những cái giác quan nó làm lay động cái tâm mình, mất giá trị cái tâm mình ngay trước đó. Quý tử thấy đúng không? Quý tử là người mẹ, người cha ở trong nhà, quý tử không giữ con trong nhà. Đợi đứa con nó ra ngoài, nó chơi hàng xóm, nó vô, nó mét cái gì, quý tử nghe nó. Tâm quý tử đâu còn những vị trí của mình ở đó. Nó vô, nó mét cái gì, quý tử nghe đó à. Mà quý tử đâu có thấy cái cảnh đó của nó đang làm cái gì ra ngoài. Nó vô, nó cho má, mình kia đánh con. Thì tâm quý tử bắt đầu là gì? Làm gì dao động. Dao động liền. Quý tử nghe kèm không? Cái đó anh nhãn thức, nó thâu cảnh sắc vô đó, mà nó không có, nó cho mình biết cái gì đó thì cái tâm động lực cái tự thâu cảnh sắc này vô đó cái gì dao động vô cảnh sắc nó liền. Cái tự nghe kèm không nghe hả? Còn khi mà tâm nhị thức nghe âm thanh nó vô đó thì cái tâm tự không kiểm soát được cái tâm mình á, thì cái tâm nhị thức cái thâu cảnh sắc nó đưa vô thôi, nó chỉ một phần đưa vô, nhưng mà tự dao động theo cái tâm nhị thức nó liền với cảnh thân nó liền à, thì chi phối cảnh thân nó liền. Tự nghe kèm không? Như vậy thì hôm nay chúng ta học về cái cảnh của trí tuệ cao xíu là quý tử sẽ lấy là chúng ta lấy trí thức hay là lấy trí tuệ, là ta lấy hiện thế hay ta lấy siêu thế, ta lấy hiện tại hay ta lấy quá khứ. Trả lời hết rồi đó, trả lời hết rồi đó, hiểu chưa, nắm được chưa? Như vậy thì những cái gì quý tử đang có là những cái của hiện tại hay quá khứ? Những cái gì mà tôi đang có là của hiện tại hay của quá khứ? Quá khứ. Quá khứ. Nó trả lời không kịp nè. Những cái gì mà tôi đang có là cái từ của quá khứ hay là hiện tại? Đang có, đang hiện tại, có đang. Không có, đang là của cảnh cũ nó đến. Còn cái hiện tại là nó chưa tới, cũng tôi không bắt được. Cái tôi nhớ ha. Những cái gì nó đang có là của quá khứ, nó trạng là cho tôi tự có. Cái tôi phải niệm cái đó là quá khứ. Còn cái hiện tại là gì? Cái tôi phải theo dõi, nó chưa đến. Cái tôi nghe kịp không? Nó sẽ đến. Tại vì cái tôi lùa nó ra hết tất cả những cái quá khứ thì hiện tại nó bắt bắt sanh lên. Còn cái tôi chừa lại tất cả những cái quá khứ đó thì hiện tại nó không lên được. Cái tôi nghe kịp không? Cái tôi đang trồng cây. Cái tôi đang trồng cây. Tức là cái tôi đang đối diện với là cỏ còn đang còn. Quý tử đang trồng cây, tức quý tử đối diện với cỏ đang còn. Ngày nào mà cỏ quý tử làm sạch, cây nó mới lên. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Nhớ à, những cái gì nó còn tồn tại trong tâm quý tử, quý tử sẽ cắt bỏ nó đi thì nước bạn nó mới tới quý tử được. Những cái gì quý tử còn biết trong tâm quý tử đó, đó tức là kiến thức của quá khứ hay là chưa gọi là trí tuệ, quý tử phải gạt bỏ đi để mình thấy được cái gì? Trí tuệ nó sanh lên, thấy được niết bàn chính ngay hiện tại. Quý tử nghe kẹp à, hiểu chưa nè? Được chưa? Nắm được chưa?
Rồi, tăng nghỉ, chuẩn bị, vô mặt đi. Đã chuẩn bị chưa? Không xua ra nè. Cứ tập trung tới chỗ hơi thở, thì cái gì nó sanh lên. Chúng ta niệm đó, một cái ba lần. Sau khi niệm xong xuôi, trở lại hơi thở, làm để ý lên. Nếu như mà nó tái diễn nhiều lần như vậy đó, cứ tự nhìn thấy được cái thực tướng của nó. Chư thiên phạm thiên cùng là
sanh hay biết hoàn toàn thành thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng lên hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh hoan hỷ lành chung, hướng được phước quy ông chung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước bao cung dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ nằm nơi tâm trong ngày vị lai. Bữa nay với tử ngồi thì bữa nay với tử thấy như thế nào? Có một số người ta được hưởng tới ngũ thiền sắc giới à, con số việc tử ngồi tới ngũ thiền bạn đàn này không? Cái đó vừa chắc rồi à, có ba cái sơ thiền nhân thiền tam thiền đâu lên đến ngũ thiền luôn. Và hôm nay cho xin nghe biết để ngọt hôm nay đánh ra sao như là có ai thắc mắc cho xin nghe 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 xin thứ nhất là khi mà cái tử đang ngồi thiền đó mà tâm tư đang theo dõi thở đó hay là đang an trú trong cái trạng thái phóng dật của tâm là đi trong ba nào cũng được đó, nhưng mà cái tiếng động nó lên đó đầu tiên với cái tâm tự giật mình cái tâm tự sanh lên tạo ra một cái nghiệp đó, đó cái đó mới tự phải cảnh thận cái đó đó. Cái đó đó không khi nào mình tự giữ được cái trạng thái nghe nha, nếu một cái tâm quân tịnh xả thọ được hết á, cái đó đó là cho quý tử thấy á, nó cái nghiệp của quý tử đó trong đời sống hàng ngày quý tử sẽ có những cái gọi là khinh thiện nghiệp nó đến quý tử, đó là cái nghiệp, cái cảnh đó là cảnh quả của mình nó đến với mình á, nên quý tử sẽ có những cái quý tử không ngờ trước nó dẫn đến nghiệp nó đến ta nay mà thì ta có cái lịch trình đó và cái nghiệp nó đến ta nhanh như vậy đó và cái tâm ta theo dõi không kịp như vậy đó hay là chúng ta không có xử lý nó đúng như trường hợp chúng ta là người có trách nhiệm đó thì lúc đó chúng ta tạo ra cái dòng nghiệp mới là một tâm sanh bắt một nghiệp giúp mình đó phải ghét à vậy nè cái đó thì quý tử sẽ có cái đó trong đời sống hàng ngày quý tử vậy đó thì quý tử sẽ thấy là mình thấy là nè mình bị mất trách nhiệm, mình tạo ra một dòng vật mới như đã xin nói các bạn đó. Nó là quả, mà trong tâm nghĩ đó là quả, mình tạo ra cái mới liền, là biết chưa? Cái việc đấy, đó giờ đó đó khi chúng ta dòng tâm thức của tự nhiên như thế này là cái tâm nghĩ thức của tự thâu âm thanh, cái thâu tâm tánh, đóng định, nó vô cái tâm động lập liền, bị bạc tâm sanh, giật mình. Sau đó nó quân tử mới trở lại được cái trạng thái quân mình, trở lại cái thanh thở để mà lắng tâm mình xuống đó nó chạy ra nó gấp nhiều khoảng 1-2 phút mà mình cũng mình trở lại được tôi xem rõ thấy rõ vậy đó thì lúc đó đó cái tâm mình mới mình trở lại với cái trạng thái hiểu biết qua thở không như mình trong cái trạng thái hiểu biết qua thở đó dòng tâm thức tự bắt đầu chạy theo một cái đó là gì lo ra cái nó còn do đó cái tâm mình chạy tiếp tục lo ra như vậy nó chưa cái vô được thở nữa đó, cái tự tạo ra cái nghiệp mới là gì? Cái nghiệp cũ là phóng dật, nghiệp mới chứ là ra trong trạng thái cái tâm tự bắt đầu đi theo cái nghiệp đó. Rồi cái tự mới cắt bớt cái lo ra đó, cái tự mới buồn xuống, cái tự trở lại cái trạng thái thay dọ ra thở, cái tự trở lại cái sự tự tâm, dòng tâm thức nó tự đi vậy đó. Dòng nghiệp phước báo của tự sẽ trở nên như vậy.
mình ngồi đây mình thấy như thế nào á, là đời sống hàng ngày cái nhiều nghiệp báo tự nhiên như vậy đó, tự không có bỏ ra được. Vậy vì sao chúng ta thường hay giữ cái xài cái tâm na cảnh, bắt cái cảnh dư đi về không giờ liền đâu, ngồi nói qua hai ba câu bốn câu cái chuyện đó đó, cái na cảnh nó bắt cái cảnh dư đó, nó trở lại trong tâm thức ta. Người ta ngồi gì nó cũng có na cảnh này, cái trang thì là khi mà con trở lại nó con vàng rồi đó, thì lúc đó vừa cái tâm của con nó vẫn theo dõi theo dõi, nhưng mà đồng thời con ý thức luôn là con cái vẫn cái nó sẽ nói lại đó, sẽ đọc thông hết, sẽ dòng tâm thức con cô rồi đúng không, sẽ đọc hết dòng tâm thức na cảnh, tại nó qua rồi mình còn chặn lại na cảnh, cảnh nó giựt mình là cảnh lớn, cảnh nó cảnh dư, nên ông sẽ đọc được cái tâm của cô. Mà cái đọc cái đó là cái nghiệp của mình như vậy vậy đó. Dạ, em qua đời mình cũng bị cái đó. Dạ, xin nghe. Dạ, cũng sự con cũng giống vị cô là không phải lúc nào con dục nhưng mà con nhớ một lần con bị rung động. Nhưng mà lúc đó con nhớ là bất thiện. À. Con nhớ là bất thiện khi con trở lại cái hơi thở. Dạ không. Đầu tiên á là khi cứ tự nghe dục mình á, cứ tự đọc cái tâm mình là dục mình à, dục mình à, tự nó đọc bất thiện. Dạ. Bất thiện á là sau này nó cái trở lại cái dục mình đó à. Mình giật mình à, giật mình à, bắt thiền à, bắt thiền à, mới đọc mình mới đi qua hai cái sắc na tâm rõ như vậy đó, giật mình trước rồi mình mới hiện bàn là gì, sang là bắt thiền, không vô nghe kịp không, chứ mình vô tu niệm liền bắt thiền đó, nó qua cái giai đoạn mà giật mình á, mình mắc một khúc đó đó, mình móc nó sen lên lại, mình làm cỏ là cỏ lớn cỏ nhỏ cũng làm hết mà, chứ đâu có bỏ cái cỏ nhỏ, còn cỏ nhỏ cỏ lớn nào đâu. Cả nhỏ nó cũng lên lại chứ, vậy đó, mình phải niệm chính xác chứ, giật mình nè, rồi bắt tiền à, còn nó cứ chữ là cái tâm, đây thả, đi em nè, đây xin nghe. Cái lúc mà nó đi qua như vậy, con thấy nó đi qua, à. Nhưng mà nó nhanh quá, à. Con nó còn phải ngừng lại để niệm nó, con niệm, phải đi tiếp. Niệm lại cho kỹ rồi mình đi tiếp, không cần phải đi nhanh, nó đi nhanh kệ nó, mình niệm cho kỹ mình đi tiếp, nghĩ con nghe kịp không? Khi mà mình nấu đồ ăn á, nhớ đồ ăn đó, khi mà cái lửa nó đốt nhanh quá đó, cái thịt nó bị cháy khét rồi đó, cái mình học được cái kinh nghiệm đó đó, cái mình ngồi nghiệm lại tại sao vậy ha, mình coi lại từ giai đoạn thì nó ra được, còn cái chuyện nó cháy rồi đó, cái nó khét rồi là chuyện của nó à, mình hãy coi là hãy coi tại sao như sao còn trong cái mình mới đi tiếp. Do đó cái hành thiền cái Vipassana này là kêu chúng ta phải co lại từng chi tiết, hay là nhìn lại từng chi tiết, hay là thấy đang hiện bài từng chi tiết, chứ không phải là mình chạy theo nó để mình nuôi với nó, lượm được chắc những cái đó, chính cái đó là cái vốn của mình, còn mà nó dắt mình đi hoài đó là của nó chứ mình không có gì cả. Ngày mai mình ngồi lại có cái gian để nó dắt mình nhanh nữa, có nghe kịp không? Thấy chưa? Quá trình mà thiền con hai lần, tại vì con thấy ngủ thiền. Sư nhắc cho sư trả niệm đó. Cái tâm nghe kịp không? Sư không phải là sư bị tăng án đâu, lo. Cái sư thấy trời ơi, góc bên này cũng ngủ thiền quá rồi. Nhưng bên này cũng ngủ thiền quá rồi, bắt đầu tứ bề đặt băng gây sư rồi. Sư bà tăng án lên rồi sư cầu cúc vô thiền. Xin gia hộ cho sư có thêm được nỗ lực để mà cải thiện ba la mặt sư trong một tự nó có tự nghe kèm mà thấy nhiều lắm nhưng mà nó không sao nha, có người tới push về nữa. xin nhắc thì là cái đó ví dụ tự biết không, hồi xưa Đức Phật ngài cũng vậy đó, ngài phải phú hòa quang ra nữa cho cái đối tượng nó thấy được để mà nhìn thấy pháp, chứ không phải thấy cái trạng thái hôn trầm của mình. Cảnh đó, nó đến với tâm cửa một, mà nếu mà bắt được cảnh này á, thì mình mất mắt ra cái kia, kêu tự nghe được tầng án sư đâu có tự ra được hôn trầm. Còn nếu một tử không nghe được tầng án sư thì có tự tiếp tục hôn trầm là như vậy đó. Nên kẹp vào tâm bắt câu cảnh à, nghe được tầng hắn của sự đó là tự mới ra được cái trạng thái hôn trầm của sự giúp mình thì trở lại chỉ là niệm lại.
Còn nếu tưởng mà không có nghe luôn thằng hắn sư đó, tức là nó nặng quá rồi. Kịp chưa? Dạ, sư qua này. Đau nó bắt đầu nó lên, mình biết là cái đó là cái quả, nhưng mà nó vẫn tiếp tục nó mạnh hơn cái tâm từ từ mà nó không có mình. Thì mình khi nào mà cái đau nó tiếp tục lên mà cái mình không có chịu được cái tâm mình đó, thì mình nói nghĩ à mình nghĩ cái tâm mình đó. Lúc đó tại vì khi cái tâm của cô đang nghĩ tới cái trạng thái mình không giữ được cái tâm, phải không ạ? Đau nó quá rồi đó mà mình niệm không được cái đau thì bắt đầu mình thấy mình bắt đầu mình không giữ được cái tâm của mình, cái thân nó mạnh hơn. Thì mình nghĩ à mình trở lại niệm đau à. Và khi mà thấy cái đau nó vẫn tiếp tục đau nữa đó, cứ tưởng nhìn vô thẳng vô đó, lúc đó nhìn thẳng vô nó đó thì cái đó là gì? Quả trả nó đi. Mình trả nó đi chứ không tạo nó mới. Không, mình không niệm được cái quả ra đây nha, mình tạo cái mới thì gì xăng lên liền nè, cái tâm mình xăng lên liền nè. Đau quá mình bật bội lên thế nha, quả rồi nó đi tiếp nữa, đi sâu xuống nữa đó thì mình thấy diễn tiến nó đi tâm mình nè, mình thấy à mình trở lại tạo đi tiếp tục không những gì đó, mình mới kiểm soát được cái tâm của mình chứ không phải theo cái cảnh đó. Giữ được cái tâm mình ra cái gì mình nhìn cái đó, thấy chưa? Thực sự có khi nào mà mình định là theo dõi cái hơi thở nó rất là mạnh, mình không nghe được cái gì khác. Có, định mạnh thôi. Chứ chưa làm định mạnh. Tại vì mạnh thôi, chưa làm mạnh. Nếu mà vẫn còn nghe những cái khác mà nó tác động của mình đó là thì là mình phải làm mạnh chứ không phải mạnh chưa được không? Đúng dạ. Mới là định mạnh mà chứ chưa làm mạnh. Mấy ta kia hiểu không? Cái định nó lên phải cái trí tuệ, khi mà định mạnh quá nó không có trí tuệ, định mạnh quá nó không có trí tuệ, mà định làm mạnh nó đó không đồng cái kẹp ha. Định mạnh quá sẽ rất không đồng, tại không có trí tuệ. Không có đau, không biết cái nào có đau, bị nhiều đau. Bữa nay xin nói tại cái câu đầu tiên đó rồi mình phải đưa ra đó. Đau, đau như thế. Con đau còn để ý đau, đau cả lúc cần để ý đau, còn theo dõi cái đau em. À. Một lát nữa đau đi, bởi vì mình thấy nào mình cứ nghĩ đại nghiệp đau đi, tự nhiên đau, cái đau còn đỉnh rồi đó. Yeah. Cái nào còn đỉnh mà hết, còn thấy nó hết, cái nhẹ liền, tự nhiên phát triển cũng như không có để đâu. Yeah. Ai để đi, mình không nghe, ai để đâu. Yeah. Con cũng theo dõi cái đau, cho nên con đau đi, chứ không có gì. Tao nó trả nè, đau đi. Đó, con nói được tâm vậy, chứ con đâu có nói ra. Yeah. Rồi tự nhiên đau tốt đỉnh rồi nó hết luôn, mà con nghe nhẹ. Yeah. Và sao được? Cái đó yeah. là con nhìn thấy nghiệp, chứ con yeah. không nhìn thấy pháp. Yeah. Chính cái đó con yeah. mắc cơ hội Niết Bàn á. Con đó là con cho mình đau đi. À, đau thì là con đang rồi là con đang nói tới như con đang nghiệp không? Yeah. Cái người đến đòi với cô, yeah. cái người đến đòi nợ cô, yeah. con nói cho trả hết nè, lấy nợ đi, trả hết nè. Thì cái người lấy nợ hết đi đó, yeah. thì cô thấy là gì cô hết nợ. Yeah. Nhưng mà cô không có thấy là cô đang được hạnh phúc. Thì con thấy nó không khỏe. Không, thì nó khỏe. Đấy, cô chịu nói với con. Dạ, con thấy con ăn vui, con thấy con nghe thiệt không? Dạ. Cái hai cái tâm của con người mình á. Dạ. Nên Đức Phật nói cái tác ý không khéo đó, những cái trí tuệ sáng suốt á, là như vậy nè. Cái người đến đầu nợ, ta trả nợ, thì lúc đó, cái tâm lý của con người mà trí thức của mình á, chứ nói là người trí thức á, nãy cái bài mình để đây đó, là cái người này trả nợ, đến rồi nợ mình trả nợ, thì mình hết nợ, cái mình nói chứ, rồi hết nợ rồi, rồi sau đó cô mới nói gì khỏe rồi, đúng không? Con nói đi, phải tôi nghe chưa kịp không? Ta mình nói nhẹ rồi, nhẹ rồi đến nợ, đầu nợ mình trả hết nợ, thì mình nói chứ hết nợ rồi, rồi mình nói mình khỏe rồi, cái khỏe của mình đó là do mình nghĩ là mình đã hết nợ, chứ không thấy được cái pháp của mình là gì, được giải thoát. Thì con nói con nhẹ. Mình bắt cái cơ hội thì sao lụm lại mấy con nghe kịp không? Nó nhanh lắm, do đó là mình phải có nhiều cái kinh nghiệm, nên cái bài mà
mà xin nhất ra cho ngài Chita Đa đó, xin cho quý vị là tu học, tu pháp hành đó để mình gặt hái kinh nghiệm. Nên mình có cái điều này, quý vị nghe kèm không? Vì sao có kinh nghiệm kia? Nhiều lần gặt cái kinh nghiệm, mình sẽ gặt hái thành công. Còn nếu như mà không có kinh nghiệm, mình không làm, làm sao mình có? Mình không có đi, mình không có đến. Mình phải có kinh nghiệm, mình có kinh nghiệm, mình mới gặt hái được kết quả trí tuệ của mình. Từ nơi đó mình có thành công được sau đó. Do đó nó quyền tự phải là, nhưng mà cái pháp học á nó rất là cần thiết trong khi mình đi vào con pháp hành, đó là kiến thức của mình, nó làm cho mình thấy được mình có kiến thức này đó để mình làm nên gì, cái trí tuệ là gì, mình mới tu tập kiến thức để cho mình có thấy, nhưng tu tập để mình sửa đổi cái chuyện mình khác phải làm. Và cái mục đích mình đi đến là gì, thành thành đạt mục đích giải thoát thành đạt là niết bàn, là quả niết bàn. Chính do đó đó, khi mà quý Phật tử đến cái giai đoạn mà nó đến á, là quý tử sẽ lấy trí tuệ làm việc. Tại vì sao? Không có lặp lại cái cũ mà phải sửa, mình làm cái mới. Quý tử nghe kịp không? Nếu như quý tử lặp lại cái cũ á, thì cái cũ đó nó còn, thì quý tử đâu có tiến ra cái gì đâu. Quý tử nghe kịp không? Chính cái chỗ đệm đó là quý tử càng có thêm kinh nghiệm. Giờ quý tử nghe bên này, tôi có thêm kinh nghiệm. Vì sao quý tử thấy có thêm kinh nghiệm nữa đó? Tôi sẽ đột xử lý niệm pháp nó đến á, cái cảnh pháp nó đến á, cái tâm ý thức mình phải biết. Nhưng mà cái tâm ý thức mình biết á, mình phải biết là cái pháp này là pháp gì, pháp này là pháp loại nào, và pháp này nó đến như thế nào và nó sẽ đi ra sao. Quý tử phải biết thì đó, thì lúc đó quý tử sẽ thành công. Còn nếu như quý tử không biết thì hết á, pháp nó đến như vậy, quý tử cái niệm giống như đó là quý tử có chánh niệm, nhưng mà quý tử không có định và không có tuệ. Cái tự nghe kịp không? Cái tự có chánh niệm là cái tự có ghi nhớ cái pháp này, nhưng mà tự không có định cái tâm để tìm ra cái pháp này là gì, thì trí tuệ không bắt được cái pháp này. Do đó tự mắc đi hai cái bước. Tự nghe kịp không? Rồi tự tiếp lập lại cái niệm này hoài. Tự nghe kịp không? Cho đó cái ngũ quyền của tự đã có tính tấn rồi, tự tiến tu lên rồi, đặt được tới cái niệm rồi. Nhưng mà cái niệm này của tự không qua được cái định cái tuệ, tự đang đứng ở ngoài. Cho đó nó lặp trở lại cái tề nhất mỗi đạp lặp lại, mà nó mới lặp lại không ra, tức là ta còn ở trong trạng thái niệm thôi chứ chưa có định, chưa có tuệ. Thì tự nghe kẹp không? Như vậy thì khi nó trở lại lần thứ hai cái tề này, hay trở lại thứ hai là cái nhất này, trở lại thứ hai là cái đau này, nó không trở lại cái tề cũ, nó không qua cái nhất, nó không trở lại cái nhất cũ, nó qua cái mỗi, nó không trở lại cái mỗi cũ, nó qua cái đau. Tất cả những cái đó quý tử phải có một cái trạng thái gì, tâm mình phải định, chứ không có trạng thái ngạc nhiên, giật mình, thắc mắc, không hiểu. Cái đó quý tử mắc cái định liền. Mình có niệm nhưng không có định, hiểu chưa? Thì không có định đó thì sao có tuệ? Quý tử nghe kìa không? Ồ, hết rồi, hết tê rồi, nó bắt đầu qua cái đau. Cái đó quý tử bị mắc cái định liền. Thì tôi có ghi nhận nhưng mà không có định, tại vì nó sẽ lớn mà. Vì đó mình phải có cái tuệ, mình sẽ thấy con cá này nó không ăn cái mồi của mình, thì có con cá khác tới cũng giật mình lên sao? Cá nào đó tới cũng phải định nó đó để bắt được con mồi, thì lúc đó cái trí tuệ bắt con cá. Tôi nghe kịp không? Nên cái tự có cái niệm nhưng mà tự không có cái định, cái định không có cái tuệ bắt được cái pháp. Hiểu chưa nè? Sư con hỏi đó. Xin nghe. Còn đầu con nhắm mắt lại thì con thấy cái thui một lát thì con thấy sáng đinh nhìn, thấy như con mở mắt vậy, sáng hết đấy, xung quanh con là sáng nè, càng lúc càng sáng, con thấy cái đó nhiều lần, thấy cái đó đó, cô niệm nè, thấy à, trở lại liền, chứ không có mặt đầu để tới đó, để cái đó nó lôi ra cái niệm của mình nè, để mục nó đỏ, do đó những cái đó nó làm cho mình cứ tưởng là trong đời sống hàng ngày cứ tự làm cái này đó, tâm người tự bắt cái cảnh khác, bỏ cái này làm cái chuyện kia, cái nghiệp nó đang vậy đó. Tôi nghe kẹp không? Tôi nghe kẹp không? Nên cái con người mà mình thấy khi mà tính ngồi xuống tay, nên Đức Phật nói mình có thì giờ mình ngồi xuống một tiếng đồng hồ thôi, và mình nghiệm ra được cái nghiệp của mình trong cái cảnh mình đang ngồi tu. Nó trở lại hết rồi. Những cái gì nó nghiệp bên ngoài á, nó trở lại lúc mà tự ngồi đây vậy đó. Tôi nghe kẹp không? Cái đó quý tử sẽ thấy được cái cơ hội các đọc phước báo là gì, mình nhìn được cái nghiệp của mình,
mà khi ra nhìn được cái nghiệp của mình á, mình giải quyết được cái tâm mình được, tại vì tâm á duyên theo nghiệp quá khứ, mà nghiệp này nó trở lại là nghiệp quá khứ, tâm mình thấy được đó thì mình mới ra đi được. Mình không nhìn thấy được cái đó là không nhìn thấy được cái tâm. Mấy bạn nghe kìa hoa. Thế đó quý tử không có nhìn thấy được cái đó là cái nghiệp của mình, mà quý tử lo chúng ta thì cái tâm quý tử đang theo dõi của mình. Chính như đó đó, quý tử còn phải thêm nữa, còn thêm nhiều cái kinh nghiệm đó tôi sẽ kết quả được. Kể chưa? Quý tử thấy cái cuộc đời của tử là như vậy đó, đời sống của tử ở ngoài đời là như vậy đó, sinh hoạt hàng ngày như vậy đó, khi vô một thiền y chang như vậy đó. Cái tâm của con người nếu mà không có giữ yên một chỗ đó, tâm mình chạy ra theo cái cảnh nào nó muốn lôi đi đó, thì ngoài đời sống đó, nghề nghiệp của mình cũng y như vậy đó. Nam nó ra ra khỏi cái vị trí đó đâu, nó ra cái cảnh đó đó. Nên á, quý tử sẽ thấy, nãy quý tử ngồi thì quý tử trong tới hết giờ. Hay là quý tử ngồi tới đó, hồi nãy tôi ngồi trước 10 phút á, là đúng nay 10 phút á, 5 giờ, 6 giờ phải cho tôi nghỉ à. Chính như đó đó mình không có thấy, bây giờ mình ngồi xuống mình mới thấy cái gì đó.
thì cái nghiệp mà quý tử mà nói là trời ơi mới đầy một tí đồng hồ qua lẹ quá đó, thì quý tử sẽ giật mình á và sẽ lo cái gì, cái nghiệp của mình sẽ đến mau gì đó, cái tuổi thọ mình sẽ mến mau gì đó, sự ra đi mình cũng sẽ đến mau gì, mình làm được cái gì, cái đó mình trả lời cái đó đó, thì cái đó mình dốc lòng mình mới tu. Nên khi mà mình thấy đó gọi là trí tuệ, tại vì cái kiến thức nó không dạy mình nữa, cái kiến thức nó không nói cho mình nữa, mà cái này là trí tuệ cho mình thấy nè, tuổi thọ mình đi nhanh nè, cái nghiệp mình đi tới nhanh nè, rồi cái cuộc thời gian đi nhanh nè, rồi cuộc sống mình đi gì nè, cái đó mới là trí tuệ đó. Trí tuệ đó mới lo tu. Tu là gì? Sửa thân, sửa lời, sửa ý để cho nó nhanh, để ra được cái dòng đời này, chứ không kịp không có lo mình trên trong đời này. Cái đó đó quý mình tự mới đi ra được cái mục đích đó, chứ còn không đó quý tự sẽ không có. Còn nếu người nào mà ngồi chứ trời ơi cái thời gian này nó lâu quá ha, một tiếng đồng hồ mà sao nó dài như một thế kỷ ha, thì cái người đó đó chưa có trí tuệ, người đó đang có trí thức mà thôi, có kiến thức mà thôi, nhìn thấy cái thời gian nó đi không có nhanh. Đức Phật nói cái người mà thấy thời gian đi nhanh á là người đó có trí tuệ. Tại vì sao? Sự thật nó là như vậy đó, còn kiến thức đó, nó không giải đáp mà thời gian nhanh. Kiến thức đó sẽ đáp mình công việc phù hợp với thời gian để mình đáp ứng với tương xứng, chứ không giải quyết thời gian nhanh. Các bạn nghe kịp không? Mình làm 8 tiếng, cái việc làm 8 tiếng hết dần về một cách máy móc. Cuộc sống mình nó là một cái gì? Kiến thức, một cái kiến thức của mình thôi. Nhưng mà mình lò mổ, cuộc dây mình nó nhanh, rồi lúc đó mình mới thức tỉnh được. Cái gì? Thời gian là vô thường, mình quá nhanh. Rồi mình thấy không kịp nó đó, là khổ rồi đó. Rồi mình không làm được gì cho mình đó, thấy vô ngã rồi đó. Thì ta nghe kịp chưa? Hiểu không? Mà nó sẽ trả lại. Những cái gì sẽ dài sẽ trả lại cho. Thì ta hiểu không? Hiểu mà nè. Thì đó mới một tự phải thấy cái cuộc sống của mình đó. Phải thích tỉnh, phải thích tỉnh từ mỗi phút giây. Ngồi xuống là mình là cái giá trị, một cái giá trị đó để mình có kết quả lợi ích, chứ không phải mình bỏ qua. Còn lợi ích đó hôm nay khác hơn ngày hôm qua, khác hơn tuần trước, khác hơn tháng sau, mình lúc nào phải làm gì mới được. Còn không thì được, nãy giờ sẽ còn ngồi yên mà cứ tự tay đổi qua nghi rồi, mình thấy không? Phải không? Qua để đây có gì không? Không, dạ không, cái này cũng thay đổi được 3-4 lần rồi. Cái đó khi anh thay đổi nhiều anh đâu cần uống nước miếng anh phải không? Tại vì anh bị khi mà khi anh đồng yên đó thì nó mới tuôn ra những cái gì mà nó đang tồn tại. Còn anh thay đổi đó tức là hoạt động gì đó tứ đại nó bắt đầu nó chạy theo cái hoạt động đó, nó không có tuôn ra nữa, nó không ứ lại, có cái chỗ thoát rồi. Mình sẽ nghe kịp ha. Sư nghe ngồi mà con không thấy đau là sao? Ngồi con thấy đau hả? Chắc phải ngồi lâu nữa. Giờ ngồi lâu nữa cái tiếng hay là một năm nữa mới xong. tại vì nó có những cái tự thấy này nè, cái sợi dây thun đó nó có một cái khung dài như thế này, sợi thun nó có khung dài như vậy, mà cái khung dài cái sợi thun đó mà nó có như vậy đó, mình đang đi từ đây qua tới đây đó thì mình chưa có nong sợi dây thun ra, nhưng mà tới khi mà nó hết cái sợi thun đó mình bắt đầu đi tiếp nữa, sợi thun nó mới kéo ra chứ. Chưa đi hết cái sợi dây thun là la lên rồi. Con ngồi ở ghế con không thấy đau không thấy gì hết. Sư thấy mãi con ghế có đau vậy. À, thì sư thấy đó lúc đó con mới niệm được chứ. Nó là bên bạn hiền của cô chứ. Rồi mới thấy quý cái chỗ đó là đừng sợ, nên vừa xa xong chạy lên ghế ngồi là liền. Xa bạn hiền của chắc đau lẹ. Đâu có, mình phải ngồi mình nghiệm thấy bạn mình quý như thế nào thì mình đâu có xa kịp lẹ vậy. Đó cái điều của cái cô cũng vậy đó. Thì đó cái cô sẽ mắc đi cái những cái gì kinh nghiệm mình ra phải nhanh quá đó, mình không ngồi nghiệp. Đức Phật ngài đắc đạo quả xong 7 tuần lễ ngài ngồi nghiệp pháp mà, 7 tuần lễ 49 ngày ngài không có đi đâu hết đó, ngài ngồi nghiệp pháp không ăn, ngày ngồi nghiệm pháp từng pháp chứ ngày đâu có bỏ đi đâu. Còn mình vừa xong cái bỏ đi liền, không có nghiệm pháp. Nên cái tiếng Pali nó gọi là bắt cha quê kha tí, bắt cha quê tí là phản kháng lại nhìn xếp giờ lại những cái gì mình đã qua, mình phản kháng là mình co nghiệm vậy đó, mình mới đi ra.
chứ đâu có ra lại vậy. Hiểu không? Mình quý, quý, đá biết vàng, đá biết vàng, tao đó đó. Mình rút ra mình thấy được đó, mới hay, hay cái gì sao nó trở lại đó. Mình mới có cái năng lực và có nghị lực. Năng lực có, nghị lực có, mình chưa được thêm nữa, nhiều thêm nữa. Tại vì nó bao nhiêu đó là nhiêu đó, mình bắt đầu coi là sẽ chỉ thu. Đi tới như đó chưa hết, phải căng như tôi mới ra, mới thấy giãn. Giãn ra nó biết làm sợi dây nó đứt hay là không đứt. Mình bữa nay cái người sợ đứt dây găng mất vốn rồi. Nam có ông rồi đấy. Chúng ta nghe kêu hả? Đó, cái đó, Phật nó gõ đó, ở trong cái tí là mình phải phản kháng lại. Mình nhìn trở lại, mình nghiền ngẫm lại. Nó mới ra được. Nó tưởng nghe kêu không? Quý tưởng ăn cái món ăn ngon. Lậu đâu có phải ăn nhanh được. Ăn ngon không ngon, ăn nhanh không ngon. Không khá xíu cái mình nói, cái này ngon ha. Cái này có cái gì này cho mình. Khi gọi sư đi xuống Oklahoma, họ dâng cho sư một ly chè, phải không? Ly chè. Cái sư ăn cái ly chè đậu xanh. Cái sư nói cái chè này nó không có cái gì thường. Sư nói, cái này nó có gì khác. Thì phải đau ra được là gì, họ bỏ trận bì trong đó. Thế đó, cái đó đó, khi mà quý tử ăn cái ly chè đậu xanh thường, thì nó giống như nhau, người ta nấu ý nha. Nhưng mà cái này nghe có bỏ trận bì nó khác hơn. Tại xưa giờ sư ăn không có cái trận bì. Nên sư múc cái muỗng lên sư ngầm, thế sư nói, cái này nó ra cái vị nó khác. Bắt đầu sự nghiệm liền đó, lúc đó bắt chân về khả tí. Nhưng sư có cái niệm, có cái định lại kiềm lại hết tất cả các cái ly chè mà sư ăn. Sư tìm ra trí tuệ, sư tìm ra cái vị này nó bị khác, vị này không có vị kia, sư tìm ra được cái chân bị. Nó cái vị chân bị nó khó trong này, nó ra được liền. Đó là bắt chân về khả tí. Chứ đâu ai sẽ ăn một cái vô. Người ta hỏi, ăn có thấy gì không? Không thấy gì hết. Không là đâu thấy gì đâu. Tôi nghe kèm ha. Cái đó, những cái đó là cái học của sư đó. Sư học của sư là gì đó. Tất cả sư đều phải học lại hết đó. Sư nó khác đó là sư bắt chân người ta tiến liền à. Lấy nổ của sư vậy đó. Bắt đầu sư nghiệm. Mỗi cái như vậy đó, nó tạo ra cái sự sắc bén lên. Cái sắc bén, cái trí tuệ của tự nó sắc bén gì? Phân tích. Nhưng đó lý đó, hỏi sư đó. Hỏi sư đó làm sao chỉ cái tứ tuệ phân tích cho họ, cho lý học. Hấp vô ngày giải, lý vô ngày giải, biện vô ngày giải, tường vô ngày giải. Là tại vì sao? Là mình phải bắt trong cơ tí tất cả mọi pháp. Mình phải có những cái đó mới có cái tuệ phân tích nó lên. Không có tập, không có học, không có luyện, không có dồi mài. Làm sao có? Nghiệp chưa? Thì sao ngồi luôn nên đừng lên ghế nữa. Sao tự lên ghế với tao xin ghế với tao. Xin đói tội, xin đói tội. Để cái tê nó hết tới chừng nào. Không có hết chừng nào đâu, cô trong nó thôi chứ không nó hết. Cô còn ngồi nó còn la, nó còn ra được. Nó ra cái cách khác, chứ không có cách nào hết được. Tại vì sắc pháp, nãy mình học rồi. Mà tuần vừa rồi mình học rồi, sắc pháp mà tính chất là gì? Hoại diệt. Đặc biệt nó không thay đổi là hoàn diệt. Do đó con ngồi nó coi hết chừng nào không có hết. Trừ khi nào mình bỏ mà nó thắng nó mới hết. Hết này nó dục các con nghe kèm không? Do đó nó cái cảnh đó là vậy rồi. Mà con ngồi chờ đợi như vậy thấy là con mắt thì cái giá trị là cứ mình đang ngồi. Chữ lỗi cái chánh niệm nhập niệm thấy pháp. Thì cái kèm này. Mình đang phóng tâm mình niệm cái gì? Nó ra hết chừng nào, nó ra hết chừng nào. Quý tưởng coi phim mà quý tưởng không có nhẫn nại đó. Tôi tưởng nó cái cơ cuộc là sao, cái cuộc là sao không còn cái gì. Cái thằng gia chánh nó có sống không? Cái con cũng là vậy đó. Mới tôi cầm sách lên đó, mới tưởng không có co cái chàng đầu. Mới tôi nặng chàng chốt, rồi coi, ai ta hiểu hết rồi. Có nhiều người co sách đó là con chàng chót không à. Mới tôi nghe kêu không? Mình phải thay đổi. Xin nghe. Tôi xin lúc này, xin kết hết con. Cho tất cả các bạn đồng tu cái bông hết lập trước vừa chấm dứt đau mua vừa hết mọi tiền muốn chấm dứt đau liền cái chân khỏi tập thể thao như anh bác sĩ kia đó thì con chỉ một cái là hết đau liền cho con chỉ không cho không cho chỉ để nào à cho tao thấy pháp thì chỉ hết pháp rồi có hết rồi chứ có hết rồi đó nó bị pháp rồi không có cho bấm nguyện nó chưa ra không có nguyện bấm gì hết chỉ một cái là hết tao liền không có đó. Không có người tới nghe kèm không đau là cái bản nguyện của ta nhiều tin đâu không bản nguyện nào đau là hết rồi.
biết cho thường mình có tội mà cứ vậy về cái loại thái càng đau cái tay ông tiền cái đó sẽ nghe việc nào mà cho nó ra đau có đau có cái hồi đau cái gì ngộ lo là đau hả đau dễ lắm đau mà khó là dễ lắm đau dễ lắm ngồi hồi đau à đã có ngồi hồi đau đứng hồi đau đứng đau mình tự nghe kìa không tại vì nó chưa tới rồi nó tới thấy mày xanh luôn à nó chưa tới, nó tới là thấy mày xanh đi, có sắt nó hoài gì đó, quý tử biết không cái chiếc xe đó mình đang chạy đó, mình chạy bình thường đó không sao, nhưng mà xe nó đã tuột dốc rồi đó, quý tử đừng có nói là quý tử thắng hay. Dạ, vô cùng. Cứ hồi trước con ngồi con thấy đau, bây giờ tự dưng bắt đầu ngồi lại không có thấy. Nó đang giả cảnh. Giả cảnh. Đó. Nó đâu có cách nào lên đây cho con cái giống hoài gì nữa. Chấm bài nó đâu có hấp dẫn nữa. Có đâu thì mới có bạn mà chứ. Dạ. Không có bạn không chứ. Chưa, bữa nay cô là mất bạn hết rồi. Chắc bữa nay mà không ngày mai mà đóng nâu, bữa nào mà phải bạn thì bị dắn rồi. Phải chưa? Phải ha. Dạ. Cứ tự sơ sinh như này, trước khi ta nghỉ á, chúng ta phải hợp tác nhau để dọn dẹp nhau chứ không một người làm, không còn không có làm. Hiểu chưa? Cùng nhau dọn, dẹp rồi cùng nhau ra dẹp. Đây là gì phương pháp đầy đủ.